chương 1321, ta không nên ở đây. Tiêu giật phong thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm trả lời, yêu hậu chớ có nói đùa, người ta chỉ là quen biết hời hợt, hảo ý tại hạ tâm lĩnh, để cho người ta hiểu lầm sẽ không tốt. Túc Ngọc yêu hậu nghe vậy trong đôi mắt đẹp có chút thất lạc, hơi cắn môi đỏ, cố giả bộ trấn định nói là Túc Ngọc không có nhận rõ ràng thân phận của mình, còn xin ma quân thứ lỗi. Tiêu dật phong cực độ im lặng, cái này Túc Ngọc mặc dù một bộ ngoan ngoãn nhận lầm dáng vẻ, có thể ngươi bộ dáng này, chỗ nào giống như là nhận lầm rõ ràng chính là một bộ bị bội tình bạc nghĩa dáng vẻ cô gái tốt a à. tràng diện này nhìn qua mình tựa như là kiệt lực phủ sạch quan hệ tra nam mà túc ngọc yêu hậu lại như bị đùa bẩn đằng sau vứt bỏ nữ tử cố gắng duy trì lấy cao quý cùng thể diện hốc mắt lại nổi lên lệ quan long ngạo thiên tâm tình phức tạp lại nhìn hai người này nam lặng yên nữ nước mắt dáng vẻ không khỏi không phản bác được hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút hơi thừa tiêu giật phong không còn dám chờ lâu không phải vậy đây thật là nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch hắn trầm giọng nói, yêu hậu chớ có nói đùa, mẹ con các ngươi đã lâu không gặp, chắc hẳn có mấy lời muốn nói. Tại hạ sẽ không quấy rầy, cáo từ. Hắn nói xong thần sắc lãnh đạm, không tiếp tục để ý Túc Ngọc yêu hậu hồi phục, đi về phía bên cạnh đi đến, nhưng thấy thế nào đều có chút chạy trối chết cảm giác. Cái này Túc Ngọc yêu hậu là thật muốn hố chết chính mình, biết mình không dám ra tay đối phó nàng phải không? Nhưng không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Tiêu giật Phong sau khi rời đi, Long Ngạo Thiên trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho tốt túc ngọc yêu hậu xoay người nhìn xem cây kia lá phong đỏ cây tự hồ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt từ khi long ngạo thiên đối với túc ngọc làm loạn chi ý bị rõ rành rành về sau mẹ con giữa hai người tự hồ liền cách một tầng thiên hố cũng không còn cách nào giống như trước bình thường không có chút nào ngăn cách gió lạnh thổi qua bay xuống lá phong đỏ lá giống như vũ giả trên không trung nhảy múa chậm rãi hạ xuống dưới cây mỹ nhân như vẽ thật lâu túc ngọc yêu hậu nhìn xem lá phong đỏ dưới cây bóng dáng cảm khái nói tuế nguyệt vội vàng đảo mắt liền đi qua nhiều năm như vậy. Thiên nhi, ngươi đã lớn lên, xưng vương xưng đế, có thể một mình đảm đương một phía, mẫu hậu rất vui mừng, về sau đường liền dựa vào chính ngươi. Long ngạo thiên nhìn xem túc ngọc yêu hậu bóng lưng, bật thốt lên, không. Mẫu hậu, ngươi đi theo ta đi. Túc ngọc yêu hậu không quay đầu lại, chỉ là lãnh đạm nói, ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi đi. Long ngạo thiên nghe vậy sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói, đây là vì cái gì? Mẫu hậu ngươi còn trách ta sao? Ngươi ở chỗ này không an toàn, ngươi không cần cùng ta tức giận túc ngọc yêu hậu không có trả lời mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo địa đạo đi theo ngươi liền an toàn ta còn không có yếu đến cần ngươi bảo vệ tình trạng hoàng tộc còn tại long mộng hắn không dám đụng đến ta coi như muốn đi ta cũng là cùng thất xác hắn đi mà không phải đi theo ngươi long ngạo thiên sắc mặt trắng bệch nhưng hắn cũng không ngốc không có dễ dàng như vậy bên trong loại này mưu kế hắn tỉnh táo nói ra mẫu hậu không cần như vậy chà đạp chính mình ta biết ngươi cũng không thích hắn Cúc Ngọc yêu hậu lại nhẹ giọng cười cười nói, Thiên Nhi, ngươi tại sao phải cảm thấy ta không thích hắn đâu? Ngươi vẫn là không hiểu nữ nhân a. À. Nàng xoay người lại nhìn xem Long Ngạo Thiên, thiển thiển cười nói, ta mặc dù đối với Long Mộng chướng mắt, nhưng thất sát ma quân thế nhưng là thế gian kỳ nam tử. Đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, tu vi cao thâm, thủ đoạn khó lường, tài hoa hơn người, dáng dấp lại đẹp trai, ta thích hắn, cái này có cái gì kỳ quái. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình lòng như đau cắt, sắc mặt trắng bệch một mảnh, khó có thể tin nói không có khả năng túc ngọc yêu hậu lạnh như băng nói không có gì không thể nào từ các loại trên ý nghĩa tới nói ta đều đã không thể rời bỏ hắn long ngạo thiên thất tha thất thểu lui ra phía sau một bước thống cổ nói ra mẫu hậu ngươi là muốn mượn hắn đến cảnh cáo hài nhi đừng lại có ý nghĩ xấu sao ngươi không cần như vậy chỉ cần một câu nói của ngươi ta liền có thể lập tức bỏ đi tất cả ý nghĩ xấu chúng ta hay là trước kia ngươi là mẹ ta sau ta là của ngươi nhi tử túc ngọc yêu hậu nhìn xem hắn ánh mắt phức tạp, cuối cùng sâu kín nói ra, thiên nhi, ngươi không biết, có một số việc là trở về không được. Vĩnh viễn. Trở về không được. Long ngạo thiên trong lòng lạnh buốt một mảnh, phản phất bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Túc Ngọc yêu hậu khoát tay áo, nói thiên nhi, ngươi đi đi, đừng lại trở về. Đã ngươi đã là bắt vực yêu đế, liền muốn có bắt vực yêu đế dáng vẻ. Ta ở chỗ này rất tốt, sau lưng ta có hoàng tộc, càng có ma quân cùng yêu thần miếu che chở, Long mộng hắn không dám đối với ta làm cái gì. Long Ngạo Thiên nửa ngày nghẹn không ra một câu, cuối cùng gắt gao cắn chặt răng quan, cung kính hành lễ nói, "Mẫu hậu ngài bảo trọng, nhi thần sẽ ghi nhớ mẫu hậu dạy bảo, ta sẽ rất mau trở lại đón ngài." Túc Ngọc Yêu hậu lại giống như là không có nghe được lời hứa của hắn, tiếp tục nói, "Ngươi đi mời Ma quân tới gặp ta, ta có lời muốn nói với hắn." Nghe đến đó, Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một tia bi thương, tâm tình càng thêm nặng nề, hắn ảm đạm gật đầu nói, "Là, mẫu hậu." Nhìn xem Long Ngạo Thiên tịch mịch rời đi, Túc Ngọc Yêu hậu trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn lại chỉ có thể cứng trắng lên tâm địa không phá thì không xây được dù là quá trình thống khổ một chút cái kia lại có làm sao lá phong đỏ dưới cây trời chiều chiếu xéo một mảnh kim hoàng lá phong đỏ lá cây như ngọn lửa giống như thiêu đinh làm nổi bật lên một bức thê lương bức tranh tại cái này mỹ lệ phong cảnh bên trong mẹ con hai người lại thừa nhận vô tận thống khổ cùng không cách nào nói rõ bi ai long ngạo thiên lê bước chân nặng nề rời đi chỉ chốc lát sau ngay tại cách đó không xa tìm được dựa vào trên cây nhắm mắt dưỡng thần tiêu giật phong hắn không thể không thừa nhận, nam tử trước mắt đích thật là thế gian hiếm thấy kỳ nam tử, đối với nữ tử càng là lực hấp dẫn to lớn. Long ngạo thiên ánh mắt phức tạp đến làm cho người khó mà nắm lấy, để lộ ra một loại trầm thống, nhưng lại bất đắc dĩ tình cảm. Ma quân đại nhân, mẫu hậu muốn mời ngươi thấy một lần, nàng có lời muốn cùng ngươi nói. Hắn nói xong, quay đầu liền đi, giống như là cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nhìn một chút, lưu lại dở khóc dở cười tiêu giật phong. Tiêu giật phong mặt lạnh lấy, dẫm lên đầy đất lá rụng, chậm rãi đi đến túc ngọc yêu hậu trước mặt trầm giọng nói yêu hậu cái này coi như thất đức coi ta là thương mà dùng túc ngọc yêu hậu trong mắt nổi lên một vòng ý cười êm ái cười nói ma quân anh minh thần võ vì sao đối với mình mị lực như thế không tự tin tiêu giật phong bất đắc dĩ cười cười nói cũng không phải là bổn quân đối tự thân mị lực không tự tin thật sự là có tự mình hiểu lấy không muốn quấy rầy giữa các ngươi sự tình túc ngọc yêu hậu mỉm cười như là gió xuân hiu hiu bình thường ma quân không cần như vậy kinh hoảng lại nói ta cũng không nói cái gì nha Tiêu giật phong mặt đen lại nói, yêu hậu như vậy cực kỳ thông minh như thế nào lại không biết, dù là ngươi không có lại tiếp tục nói cái gì, hoài nghi này hạt giống một khi gieo xuống, ta sợ là tẩy không rõ. Chỉ cần có thể để thiên nhi tuyệt vọng, chỉ cần không phải long mộng, đối phương là ai ta đều không để ý. Túc Ngọc yêu hậu chậm rãi đi lên trước mấy bước, váy bay múa, tựa như đạp thủy tiên con. Nàng nhìn xem tiêu giật phong mỉm cười hỏi, mặt phi Túc Ngọc liễu yếu đào tơ này khó mà nhập ma quân chi nhãn. Chương 1322, yêu hậu thu thần thông A. Tiêu giật phong hừ lạnh một tiếng, lui về sau sau một bước, mặt lạnh lấy tự người ngàn dặm nói yêu hậu coi ta là thành người nào. Còn xin yêu hậu không cần làm tiện tự thân. Túc Ngọc yêu hậu cười nhạt một tiếng, khẽ cười nói, không nghĩ tới ma quân ngược lại là chính nhân quân tử. Tiêu giật phong lãnh đạm nói, ta mặc dù cũng không phải gì đó chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải cái gì bị hạ nửa người chi phối cầm thú, yêu hậu còn xin tự trọng. Ngươi dạng này không chỉ là tại dèm pha chính mình, cũng là đang nhìn không dậy nổi bản quân, càng là tại tổn thương hắn, cái này thực sự không phải biện pháp gì tốt. Túc Ngọc nghe vậy không khỏi cảm xúc kích động lên, nhìn xem tiêu giật phong buồn bã hỏi, vậy ngươi nói ta còn có thể làm sao? Ta nếu là biết được dạy hắn, liền sẽ không đem hắn dạy thành hiện tại cái dạng này, ta chỉ có thể dạng này để hắn hết hy vọng. Nàng nước mắt không khỏi trượt xuống, khóc thúc thích nói, ta không phải tốt mẫu thân, cũng sẽ không khi nhân mẫu thân, thậm chí ta ngay cả cái yêu đô không đảm đương nổi. Tiêu giật phong nhìn trước mắt khóc đều khóc đến đẹp mắt như vậy Túc Ngọc yêu hậu lại bất vi sở động. Từ Túc Ngọc yêu hậu cái này đột nhiên không hợp thói thường phản ứng đến xem, Tiêu Dật Phong biết kể từ khi biết Long Ngạo Thiên xưng đế về sau, Túc Ngọc đã lòng sinh tử chí. Cho nên nàng mới vội vàng như vậy muốn lợi dụng chính mình để Long Ngạo Thiên hết hy vọng, muốn đem Long Ngạo Thiên ném cho chính mình. Dựa vào, chính mình dựa vào cái gì cho nàng mang hài tử a? Còn là lớn như vậy một cái, so với chính mình còn già hài tử. Có lẽ chỉ cần hắn gật đầu, Túc Ngọc bực này mỹ nhân thật sự về hắn tất cả nhưng hắn cũng không phải loại này gặp nữ nhân liền đi không được cầm thú, cũng không có loại này đam mê đặc thù. Tiêu giật phong ngữ khí băng hàng nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta hy vọng yêu hậu không cần hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi nếu là muốn cho Long Ngạo Thiên tuyệt vọng, ta có vô số loại phương pháp, cho nên ngươi không cần như vậy làm tiện chính mình, bình bạch để cho người ta coi thường ngươi. Túc Ngọc yêu hậu lê hoa đái vũ ngẩng đầu, phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp. Chỉ cần yêu hậu nguyện ý, ta có thể cho hắn từ đây trở thành một cái chân chính đại hiếu tử, nửa điểm làm loạn suy nghĩ không dậy nổi. Tiêu giật phong thần sắc bình tĩnh, có được vận mệnh chi thủ thật sự là hắn có tự tin này, cưỡng ép thay đổi long ngạo thiên ý chí. Túc Ngọc yêu hậu một đôi ngập nước đôi mắt đẹp nhìn qua tiêu giật phong, không khỏi mê mang hỏi, như thế hắn, vẫn là hắn sao? Tiêu giật phong bất đắc dĩ cười nói, là hắn, nhưng cũng không phải hắn, liền nhìn yêu hậu làm sao tuyển. Túc Ngọc yêu hậu nhìn về phía cách đó không xa Long Ngạo Thiên, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn dù lớn đến mức nào nghịch không ngờ, vẫn là của ta hài tử, ta không muốn hắn biến thành khôi lỗi, mà lại ta không tin được ma quân. Tiêu giật phong thờ ơ giang tay ra nói, tùy ngươi, dù sao hắn mơ ước cũng không phải ta. Túc Ngọc yêu hậu nghe vậy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói, ma quân quả nhiên ý chí sắt đá. Tiêu giật phong bất đắc dĩ cười cười, thanh âm trầm giọng nói, yêu hậu lợi hại hơn, lần này là tại hạ thua. Ma quân cớ gì nói ra lời ấy? Túc Ngọc yêu hậu hỏi. Tiêu Dật Phong nhìn phía xa mặt đen như đáy nồi, cách cao nhìn chầm chầm bên này Long Ngạo Thiên, bất đắc dĩ nói, "Yêu Hậu làm gì biết rõ còn cố hỏi." "Ngươi xem chúng ta cái này nam lặng yên nữ nước mắt dáng vẻ, ta lúc này là thật nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch, yêu hậu lợi hại." Túc Ngọc Yêu Hậu nín khóc mỉm cười nói, "Không nghĩ tới ma quân hay là cái thú vị người." Tiêu Dật Phong nhìn trước mắt vừa khóc lại cười nữ tử, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Long Ngạo Thiên sẽ trúng chiêu. Nữ nhân này căn bản liền không có cái gì làm mẹ người cảm giác tốt a. À đây quả thực là không chút thấy qua việc đời thiếu nữ hắn bất đắc dĩ nói yêu hậu thu thần thông đi không phải vậy con của ngươi thật đối địch với ta ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình túc ngọc yêu hậu không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là lau đi nước mắt nói cho ma quân thêm phiền toái là túc ngọc không đối tiêu dật phong lắc đầu nói ngươi cùng hắn đối với ta còn có giá trị lợi dụng chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi nếu đến đều tới ta liền thay ngươi gia cố một chút phong ấn này đi túc ngọc yêu hậu từ chối cho ý kiến Tiêu Dật Phong đưa tay điểm tại Túc Ngọc Yêu Hậu trên trán, vận hành lên số mệnh luân hồi quyết. Một cổ cường đại lực lượng tràn vào Túc Ngọc Yêu Hậu trên thân, từng đạo sáng chói như là tinh thần thiên đạo chi lực hội tụ. Tiêu Dật Phong cho nàng một lần nữa gia cố xong thiên đạo phong ấn, chân thành nói, 10 năm sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ma quân không đến vậy không sao. Túc Ngọc Yêu Hậu ánh mắt xa xăm, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Dật Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm túc ngọc âm thanh lạnh lùng nói yêu hậu hay là đừng xúc động long mộng không phải tốt như vậy thu thập nếu là yêu hậu bỏ mình ta không để ý đưa long ngạo thiên xuống dưới cùng ngươi bởi vì ta cũng không có hứng thú mang cho ngươi hài tử hắn ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý tứ dù sao long ngạo thiên nếu là bởi vì túc ngọc bỏ mình mà đánh mất đấu trí đó cũng là một người phế nhân túc ngọc yêu hậu từ chối cho ý kiến một lát sau mới nói vậy ta liền theo ma quân lời nói lại kéo dài hơi tàn một thời gian đi nàng nhìn xem tiêu giật phong cười nói, ma quân nếu không nở ta chết, không bằng ma quân mang ta rời đi yêu tộc. Dù sao thẻ đánh bạc không phải giữ tại trong tay mình càng tốt sao. Tiêu giật phong nào dám mang nàng đi, quản chi không phải triệt để cùng long mộng trở mặt, mà lại chính mình chỉ sợ muốn hậu viện lửa cháy. Nữ nhân này vẫn không có từ bỏ lợi dụng chính mình, đoán chừng không chỉ có muốn cho long ngạo thiên tuyệt vọng, càng có muốn khu lan trục hổ, lợi dụng chính mình đối phó long mộng ý tứ. Bởi vậy hắn quả quyết lắc đầu nói, yêu hậu cũng đừng có trông cậy vào ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi bây giờ tại yêu tộc đối với ta càng có chỗ tốt, ta còn chưa tới cùng long mộng vạch mặt trình độ, mà lại ta cũng không dám trêu chọc yêu hậu, yêu hậu, ngươi hãy tha cho ta đi. Túc Ngọc yêu hậu không có tiếp tục cưỡng cầu, bất đắc dĩ cười nói, ma quân thật đúng là cẩn thận chặt chẽ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tiêu Dật Phong thản nhiên nói, ta tạm thời khi đây là yêu hậu đối ta khen, ta còn có việc cáo từ. Túc Ngọc yêu hậu thi lễ một cái nói, ma quân đi thông thả. Tiêu Dật Phong nhẹ gật đầu, chậm rãi rời đi hướng về Long Ngạo Thiên vị trí đi đến. Gặp Long Ngạo Thiên ánh mắt có chút phức tạp, hắn im lặng nói, Ngạo Thiên bệ hạ, ngươi cũng muốn bên trong mẫu thân ngươi đơn giản như vậy phép khích tướng phải không? Long Ngạo Thiên tự nhiên không có ngu như vậy, nhưng Túc Ngọc yêu hậu lời nói cho hắn một lời nhắc nhở. Trước mắt cái này ma quân thế nhưng là cái người phong lưu, đối với ngồi ở vị trí cao nữ tử càng là cực kỳ lực sát thương. Hắn khô càng địa đạo, mong rằng ma quân ít cùng mẫu thân của ta tiếp xúc. Tiêu giật phong kém chút một ngụm lão huyết phun ra, tức giận trả lời nếu như không tất yếu ta không sẽ cùng nàng chạm mặt hắn không nhịn được nói đi người ngươi cũng nhìn được ngạo thiên bệ hạ ước định giữa chúng ta nên làm cái gì nếu như không phải cân nhắc do long ngạo thiên đến khống chế yêu tộc sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận tối thiểu yêu tộc các bộ sẽ không tạo phản tiêu giật phong thực sự lười nhắc dính vào bọn hắn toàn gia phá sự lại thêm long ngạo thiên nhược điểm thực sự quá mức rõ ràng chỉ cần nắm lấy túc ngọc yêu hậu thì tương đương với nắm long ngạo thiên cái này thật sự là đưa tới cửa tiện tay lưỡi dao Tiêu giật phong mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là không bỏ được buông tay. Chương 1323, Nhu Nhi Long Ngạo Thiên trầm mặt một lát sau, mới lên tiếng, ma quân muốn giết người ta đều sẽ xử lý, nhưng Long Ngạo tuyết quỷ dị khó lường, ta không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết nàng. Tiêu giật phong nhìn hắn một cái, phân phó nói, ta cũng không nói để cho ngươi hiện tại động thủ, ngươi trước ổn định chính quyền, ổn định nàng. Đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi cùng thủ hạ yêu vương phối hợp liền có thể, Long Ngạo Thiên do dự một chút, Tiêu Dật Phong trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén, có thâm ý khác mà nhìn xem hắn. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn băng khoăn trước đó nhân tình đi. Ngươi dạng này còn muốn mang ngươi mẫu hậu đi. Long Ngạo Tuyết trước đó hoặc nhiều hoặc ít giúp Long Ngạo Thiên không ít, tại Tiêu Dật Phong xem ra, nữ nhân này tự hồ đối với Long Ngạo Thiên cảm thấy hứng thú. Long Ngạo Thiên cái gì cũng tốt, chính là tự hồ có chút không biết biến báo cùng có ơn tất báo. Hắn so Long Mộng càng giống là đường hoàng vương giả, làm việc sẽ đại khí rất nhiều. Long Ngạo Thiên nghe vậy trong mắt hung quang lóe lên, sau đó gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ theo làm cho làm việc, ngươi yên tâm là được rồi. Tiêu Dật Phong ừ một tiếng, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đường cũ trở về đi. Long Ngạo Thiên khoát tay áo nói, không dám lao phiền ma quân đưa tiễn, chính ta liền có thể trở về yêu đế thành. Gặp Tiêu Dật Phong một mặt hồ nghi, hắn thoải mái cười nói, bây giờ không ai biết ta trở lại yêu tộc, ta trở về sẽ không nhận trở lực. Hắn để Tiêu Dật Phong dẫn hắn trở về yêu tộc, chủ yếu chính là nghĩ ra được một cái thời gian kém. Các loại long mộng nhận được tin tức hắn không tại yêu đế thành thời điểm, hắn chỉ sợ đã sớm trở về bắt vực. Tiêu giật phong thân mật nhắc nhở, vậy ngươi cũng đừng chết tại trên đường trở về. Long ngạo thiên khẽ mỉm cười nói, ma quân yên tâm là được rồi, nếu là dạng này đều không cách nào trở lại yêu đế thành, ta cũng liền không mặt mũi khi cái này yêu đế. Tiêu giật phong nghĩ nghĩ cũng là cái này để ý, cũng liền không có lại kiên trì, bỏ mặt hắn rời đi. Mà chính hắn cũng không có tại yêu thần miếu ở lâu, mang theo lâm thanh niên hòa nhang thiên cầm đi vân mộng vực hắn muốn đi thanh hồ khâu tìm nhu nhi tiểu hồ ly kia hắn muốn mang nhu nhi cùng một chỗ về tinh thần thánh điện mấy ngày sau tiêu giật phong cùng lâm thanh niên bọn người lặng lội đường xa đi tới thanh hồ khâu thanh hồ khâu tựa như tiên cảnh ngọn núi cao vút trong mây cây xanh xanh um thác nước phi lưu thẳng xuống dưới trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh khí nơi này nhiệt độ không khí hợp lòng người như cùng tên chữ bình thường là liên miên không dứt mỹ lệ đồi núi nhỏ cư trú không biết bao nhiêu hồ ly thản nhiên dạo bước không biết có phải hay không là bởi vì tiêu giật phong nguyên nhân, nhân tộc ở chỗ này địa vị cũng không thấp kém, tối thiểu không có rõ ràng ức hiếp bờ hiện tượng. Người hồ tộc cùng người mang hoang tộc ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hài hòa chung sống, lẫn nhau tu luyện tăng cao tu vi, ngược lại là vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Nhu Nhi thu đến tiêu giật phong ngọc truyền tinh giảng đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy tiêu giật phong cực kỳ vui vẻ. Trên mặt nàng nổi lên nụ cười sáng lạng, như yến về tổ bình thường bổ nhào vào tiêu giật phong trên thân. Phong ca ca, đã lâu không gặp người ta nhớ ngươi muốn chết nàng thuận thế ôm eo của hắn đúng điệu mà đem mặt tựa ở trên ngực của hắn không ngừng mà dùng khuôn mặt nhỏ cọ lấy tiêu giật phong tiêu giật phong nhẹ nhàng về ôm nàng trên dưới nhìn một chút nàng hỏi ngươi không sao chứ thương thế thế nào nhu nhi buông ra hắn vương ra tay dạo qua một vòng cười nói ta không sao a à, nơi nên lớn lớn nên nhỏ địa phương nhỏ đầy đủ kiện toàn nói xong nàng lại ôm trở về làm lũng nói nhà ngươi tiểu hồ ly ta thay ngươi bảo hộ thật tốt đây Tiêu giật phong dở khóc dở cười, nhưng gặp nàng khí tức hoàn toàn chính xác không việc gì cũng thở dài một hơi. Ngươi tiểu hồ ly này, làm sao còn là như thế dính người? Nhu nhi nâng lên ngập nước mắt to, hai mắt như mặt nước nhu tình, có thể làm cho con người sắc đá trong nháy mắt biến thành ngón tay mềm. Nàng cả người dán tại tiêu giật phong trên thân, để hắn chiếm lợi lớn, biểu môi làm nũng nói, người ta lại không dính người khác, chỉ dính ngươi, không tốt sao? Tiêu giật phong nhịn không được cười lên nói, đương nhiên được. Bên cạnh lâm thanh nghiên thấy thế, thế nhíu mày, tiểu hồ ly này thật là có thể nũng nịu đâu. Hai người mình ở chỗ này đều ôm thành một đoàn, nếu là hai người mình không tại, thì còn đến đâu? Còn không phải lăn ra giường. Nàng không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai cái này vong tình gia hỏa, chính mình cùng nhan thiên cầm hai người liền xử ở chỗ này đây. Nhu nhi lúc này mới lưu luyến không rời rời đi tiêu giật phong ôm ấp, giống như vừa mới nhìn thấy các nàng hai người bình thường, con mắt quay mồng mồng đứng lên. Nàng mang theo một tia dí giọng nói, nha, thanh niên tỷ tỷ, nhan tỷ tỷ, các ngươi ở chỗ này đây. Nhan Thiên Cầm chỉ là khẽ vuốt cầm, xem như chào hỏi, dù sao nàng trước đó cũng không có thiếu bị tiểu hồ ly tổn hại. Bất quá gia hỏa này tại tiêu giật phong trước mặt ngược lại là sẽ trang, lúc này ngược lại là trực tiếp hô tỷ tỷ. Lâm Thanh Nghiên ngược lại là ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong mắt ngươi chỉ có nhà ngươi phong ca ca, tự nhiên là không nhìn thấy hai chúng ta. Nhu Nhi cười hì hì nói, nào có, Thanh Nghiên tỷ tỷ nói đùa, hai người các ngươi đại mỹ nhân đứng một bên, ai dám coi nhẹ. Lâm Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có phải hay không quên đi cái gì, Nhu Nhi biết nàng nói chính là hai người ước định ban đầu, vội vàng rời đi tiêu giật phong ôm ấp. Nàng một mặt ấy nấy, vô cùng đáng thương nói, nhớ kỹ, vừa rồi chỉ là quá lâu không gặp phong ca ca, khó kìm lòng nổi. Tiêu giật phong vội vàng hòa giải nói, việc này đều tại ta, cùng Nhu Nhi không quan hệ. Lâm Thanh Nghiên nhìn nàng ủy quốc này ba ba biểu lộ, lập tức cảm thấy mình cực kỳ giống khi dễ nhỏ yếu người xấu, im lặng cực kỳ. Trang, ngươi liền khiến cho kình trang. Nhu Nhi cuối cùng nhớ ra chính sự, dò hỏi, phong ca ca, ngươi đây là muốn đến mang ta đi sao? Tiêu giật phong gật đầu nói, ân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hồ tộc sự tình đều an bài thỏa đáng đi. Nghe được tiêu giật phong nói như vậy, nhu nhi lộ ra nụ cười sáng lạng, nhưng thần sắc lại có chút không thôi nói, phong ca ca, ta không cùng ngươi cùng đi. Tiêu giật phong có chút kinh ngạc, dĩ vãng luôn luôn dán hắn nhu nhi vì sao đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn nhíu mày, lo lắng mà hỏi thăm, nhu nhi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ yêu tộc có biến cố gì? Nhu Nhi lắc đầu, Ôn nhu nói, yêu tộc không có cái gì biến động, chỉ là ta cảm thấy ta đợi tại yêu tộc có thể đến giúp phong ca ca càng nhiều. Nghe được nhu nhi cũng không tính đi theo tiêu giật phong rời đi, lâm thanh nghiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiểu hồ ly này, nàng không thể không thừa nhận, tiểu hồ ly này quả nhiên là cái kình địch, nàng rất thông minh, biết lúc nào nên làm cái gì, lúc nào không nên làm cái gì, mà không phải một vị dáng tiêu giật phong. Lâm thanh nghiên cảm thấy mình quá khó khăn, thật vất vả đi cái sơ mực, lại tới cái tâm cơ cáo. Tiêu Dật Phong cũng không nghĩ tới Nhu Nhi là xuất phát từ loại ý nghĩ này mới không nguyện ý cùng hắn đi, không khỏi có chút cảm động. Quả thật, Nhu Nhi lưu tại yêu tộc hoàn toàn chính xác đối với hắn trợ giúp càng lớn, tối thiểu hắn đối với yêu tộc khống chế lại so với bây giờ càng mạnh. Nhu Nhi nhìn như thiên chân vô tà, trên thực tế thủ đoạn cũng không kém, có việc cũng có thể giúp hắn. Nhưng cân nhắc đến số mệnh tổ chức Whisper, hắn cũng không tính để Nhu Nhi lưu tại yêu tộc. Chương 1324, ăn một bữa mấy cái bò sữa a. Tiêu Dật Phong lắc đầu trầm giọng nói ngươi không cần thiết dạng này ta có thể mang ngươi đi nhu nhi lại cố chấp lắc đầu nói phong ca ca ngươi trở về còn có một cặp sự tình phải xử lý đâu ta liền không đi qua làm loạn thêm tiêu giật phong cao mày nói ngươi ở chỗ này ta không yên lòng ngươi không phải tao ngộ số mệnh người của tổ chức sao ta sợ bọn hắn sẽ lại đến mặc dù mệnh tôn hẳn là lâm vào ngủ say nhưng số mệnh tổ chức còn có thập điện diêm la tại hắn không muốn nhu nhi mạo hiểm nhu nhi tự tin cười nói phong ca ca ta có bảo vệ mình lực lượng mà lại ta ở chỗ này còn có thể chiếu kháng một chút hồ tộc. Phong ca ca, về sau ngươi hẳn là sẽ muốn nắm giữ toàn bộ yêu tộc đi, hồ tộc mặc dù không lớn, nhưng giao hữu khắp thiên hạ, vẫn có thể giúp ngươi một chút. Gặp tiêu giật phong còn đang do dự, nàng ông tiêu giật phong cánh tay không ngừng đong đưa, làm nũng nói, ngươi liền đáp ứng người ta thôi, có được hay không? Tiêu giật phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn biết nhu nhi mặc dù dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại có ý nghĩ của mình, sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Nhu Nhi lập tức vui vẻ ra mặt, ông hắn cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không một mực đợi tại cái này, chờ ngươi bên kia ổn định lại, ta sẽ thỉnh thoảng đi qua tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng chê ta phiền. Tiêu giật phong nhịn không được cười lên nói, làm sao lại thế, ngươi tìm đến ta, ta tự nhiên là cầu còn không được. Nhu Nhi một mặt mừng rỡ nói, cứ quyết định như vậy đi, ngươi bên kia ổn định lại đưa tin cho ta, ta liền đi qua tìm ngươi. Tiêu Dật Phong cũng bỏ đi cưỡng ép để nàng cùng chính mình trở về tinh thần thánh điện suy nghĩ dù sao như nhu nhi nói tới chính mình trở về tinh thần thánh điện còn không biết gặp phải dạng gì tình huống mang nhu nhi trở về không chừng là hại nàng nhu nhi nha đầu này hẳn là có chính mình không biết thủ đoạn dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo lấy nàng bây giờ cảnh giới đại thừa muốn bắt nàng cũng khó các ngươi lúc nào rời đi nhu nhi không thôi hỏi qua mấy ngày đi cũng không vội mà trong thời gian ngắn này tiêu giật phong cười nói nếu nhu nhi không có ý định cùng hắn rời đi tiêu giật phong cũng không vội mà rời đi mà là quyết định ở chỗ này bồi tiếp nhu nhi ngây ngốc mấy ngày. Hắn cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là muốn tại yêu tộc khoảng cách gần nhìn xem tinh thần thánh điện phản ứng, từ đó đúng bệnh hốt thuốc. Nhu nhi nghe vậy vui mừng quá đổi, lập tức lại ôm tiêu giật phong làm nũng nói, phong ca ca tốt nhất rồi. Khụ khụ, lâm thanh niên không thể không lễ phép nhắc nhở một chút. Nhu nhi lặng lẽ hướng tiêu giật phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó thè lưỡi, nhiệt tình dính đến lâm thanh niên hòa nhang thiên cầm bên người. Thanh niên tỷ tỷ, nhang tỷ tỷ, Ta mang các ngươi khắp nơi dạo chơi, cái này thanh hồ khâu chơi cũng vui đâu. Lâm Thanh Nhiên ngược lại là đối với nàng thân cận không kháng cự, chỉ là cười nhẹ nhàng nói, có đúng không? Sợ không phải hồ ly tinh nhiều a. À. Nhu Nhi vỗ vỗ bộ ngực, tự hào nói, Thanh Nhiên tỷ tỷ, đừng sợ. Lớn nhất hồ ly tinh ở chỗ này đây, những tiểu hồ ly kia không dám tới. Lâm Thanh Nhiên không nói nhìn xem cái kia một trận rung rung rẩy rẫy miêu tả sinh động, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái này còn mang một câu hai ý nghĩa nàng buồn bực nghiêng đầu sang chỗ khác, lại trong lúc vô tình nhìn thấy mặt khác hai tòa bị giấu rất tốt, lại muốn nứt áo mà ra núi lớn, tú quyền nhịn không được siết chặt. Nhan Thiên Cầm có chút mờ mịt nhìn xem Lâm Thanh Nghiên, không rõ nàng làm sao đột nhiên một bộ phẫn quốc dáng vẻ. Nhưng lưu ý đến tầm mắt của nàng về sau, nhịn không được che miệng cười một tiếng. Nàng ý đồ xấu ưỡn ngực, đối với Nhu Nhi cười nói, là thật lớn. Nhu Nhi một mặt dáng vẻ vô tội nhìn xem các nàng, không tin không phổi nói, nhan tỷ tỷ cũng là dạng này cảm thấy sao vậy ta đây hồ ly tinh không tính quá thất bại lâm thanh nghiên bị hai cái sóng cả mãnh liệt đại mỹ nhân kẹp ở giữa lại tuyệt không cảm thấy hạnh phúc chỉ muốn đánh người đại vu gặp tiểu vu vô cùng nhục nhã a à. nàng nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi vui vẻ là được rồi các ngươi liền không nặng sao ăn một bữa vài đầu bò sữa a à. trọng tử các ngươi đáng đời tiêu giật phong nhìn xem ba nữ tại tranh nghiên khoe sắc mặc dù cực kỳ đẹp mắt nhưng cười tủng tỉm lời nói dưới minh thương ám tiễn hay là để hắn có chút mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn không khỏi có chút hoài nghi, chính mình lưu lại quyết định có phải hay không làm được có chút sớm. Bằng tâm mà nói, Lâm Thanh Nghiên tư thái cùng quy mô tuyệt đối không nhỏ, chỉ là gặp hai cái yêu tinh, mới thua triệt để. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Nhu Nhi cùng Nhan Thiên Cầm hai người lúc đầu quan hệ bình thường, gặp được Lâm Thanh Nghiên về sau liền lập tức tạo thành liên minh. Cũng không biết là Lâm Thanh Nghiên quá có tính công kích, hay là nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lâm Thanh Nghiên chiếm vốn phải là tiêu giật phong vị trí, trái ôm phải ấp hướng thanh hồ khâu đi đến ba người cười cười nói nói hoang thanh tiếu ngữ ngược lại là đem tiêu giật phong phơi cái kia cho ăn ba người cắt ngươi chờ ta một chút a à. tiêu giật phong dở khóc dở cười nói không đợi ngươi ngay tại cái kia đợi đi ba người trăm miệng một lời tiêu giật phong bất đắc dĩ vỗ trán một cái xem ra chính mình sau đó hai ngày thời gian sẽ không quá tốt qua tối hôm đó tiêu giật phong ba người bị nhu nhi nhiệt tình an bài vào ở nàng trụ sở phụ cận lịch sự tao nhã trong phòng khách riêng phần mình an bài tốt gian phòng sau ba nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút cảnh giới. Tiêu giật phong cảm giác được cổ này khí tức quỷ dị, vội vàng cười nói, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại lãnh hội một chút bên này phong cảnh. Ân, sớm nghỉ ngơi một chút. Nhu Nhi cười nói. Mấy người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình, lại tâm tư dị biệt, đều có chút lăn lộn khó ngủ. Lâm Thanh Nghiên nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát lấy hoang tinh sa hóa thành một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng áo choàng, hất lên đi ra cửa nàng khống chế lấy trảm tương tư bay lên nóc phòng hoang tinh sa tinh quang đưa nàng thân hình triệt để che đậy kính. lâm thanh nghi ngồi tại trảm tương tư bên trên nhoáng một cái nhoáng một cái ánh mắt lại nhìn về phía tiêu giật phong gian phòng hừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có dám hay không nửa đêm ra ngoài thiết ngọc thâu hương lại hoặc là cái nào không an phận nửa đêm chạy phòng ngươi đi nhu nhi nằm ở trên giường ánh mắt lấp lóe một mặt nghịch ngợm ý cười tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu hì hì muốn mắt ta không dễ dàng như vậy nàng thành thành thật thật đắp chăn sau đó bình yên ngủ nướng đi nhan thiên cầm thì tâm tình thấp thỏm nằm ở trên giường nàng không biết tiêu giật phong có thể hay không đến tìm nàng lại đợi trái đợi phải không đợi được không khỏi có chút thất lạc mà tiêu giật phong thì tại trong phòng dạo bước thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa có chút trục trịch nhưng mà khi hắn phát giác được một vòng chiếu vào giữa phòng ánh trăng sau lập tức thành thành thật thật về ngủ trên giường cảm giác nguy hiểm thật kém chút quên thanh niên gia hỏa này có hoang tinh sa ẩn nấp hiệu quả ngày thứ hai bốn người gặp mặt nhan thiên cầm cùng lâm thanh niên tự hồ cũng có chút buồn ngủ ý tự hồ ngủ không ngon dáng vẻ tiêu giật phong cùng nhu nhi lại là tinh thần sung mãn hai người lặng lẽ liếc nhau mỉm cười thanh niên tỷ tỷ nhan tỷ tỷ ngủ ở chỗ này không quen sao nhu nhi biết mà còn hỏi một đêm tại theo dõi lâm thanh niên chỉ có thể che giấu nói ta có chút nhận giường ngủ không ngon chương 1325, đêm nay ngươi tới phòng ta nhu nhi ý vị thâm trường ồ một tiếng treo gẹo nói, ta còn tưởng rằng phong ca ca tối hôm qua tìm ngươi thiết ngọc thâu hương nữa nha, nguyên lai like là nhận giường A. À. Tiêu giật phong vội vàng phủ nhận nói, nhu nhi, ngươi cũng đừng nói bậy. Lâm thanh nghiêng hừ một tiếng nói, hắn không có gan này. Tiêu giật phong buồn bực đến cực điểm, ta có cái này gan, nhưng sợ bị đánh chết. Ngắn ngủi treo gẹo về sau, nhu nhi mang theo ba người tại thanh hồ khâu du ngoạn, lãnh hội hồ tộc đặc thù cảnh sát mỹ lệ. Trong núi gió thổi vật lấy ngọn cây, thanh tịnh nước suối tại tảng đá ở giữa chảy xuôi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Nơi này trong núi hồ ly nhàn nhã dạo bước, thỉnh thoảng có hồ yêu bay qua, nam tuấn nữ đẹp, đều là nhất đẳng hình dạng. Nơi này không khí ở giữa tràn ngập một cổ say lòng người hương khí, làm lòng người bỏ thần di, có chút lười biến cảm giác, muốn ngủ trưa một phen. Tiêu dật phong không khỏi âm thầm tán thưởng, yêu tộc sinh hoạt cũng có khác một hương vị. Toàn bộ thanh khâu sơn hồ yêu lấy nữ tính chiếm đa số, mỗi cái đều xinh đẹp vô song, tay áo bồng bềnh, quyến rũ động lòng người, ánh mắt câu người tâm hồn những này hồ yêu bọn họ tại khe nước chỗ nghịch nước tiếng cười thanh thúy êm tai vốn là khinh bạc quần áo tại bị nước ướt nhẹp về sau nóng bỏng dáng người dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện để cho người ta thấy nhìn không chuyển mắt các nàng tò mò nhìn về phía bị nhu nhi ba người vây vào giữa phong lưu phóng khoáng tiêu giật phong nhiệt tình như lửa hướng hắn ném đến mị nhãn tiếng cười như chung bạc bình thường câu người tâm hồn bất quá khi lâm thanh nghiên ba người ngẩng đầu ửng ngực đứng ra ánh mắt khinh miệt đảo qua những này kiều mị hồ ly tin bọn họ những hồ ly này tin bọn họ liền hành quân lặng lẽ các nàng không khỏi có chút ủ rũ, những nhân loại này nữ tử, làm sao từng cái so hồ ly tinh còn hồ ly tinh. Nơi này quả nhiên hồ ly tinh nhiều. Lâm Thanh Nghiên tức giận nói. Ngươi cũng tại ổ hồ ly, làm sao có thể hồ ly tinh không nhiều. Nhu Nhi cười thanh khách nói. Làm sao tùy tiện gặp người nam tử liền bộ dáng như vậy. Lâm Thanh Nghiên bất mãn nói. Hồ tộc phần lớn nhiệt tình không bị cản trở, ưa thích truy đuổi tình yêu, từ trước tới giờ không nhăn nhăn nhó nhó. Bất quá đối với tình yêu từ trước đến nay là trung trinh không hai. Nhu Nhi lại giải thích nói. Lâm Thanh Nghiên nghe vậy không nói thêm gì, dù sao nhập gia tùy tục, tối thiểu tôn trọng phải có. Nhu Nhi nhìn tiêu giật phong tò mò đánh giá chung quanh, nhịn không được trêu ghẹo nói, phong ca ca, có thể có coi trọng mỹ nhân. Nếu là lưu tại đây, nhưng là chân chính ôm Nhu Hương A. À. Tiêu giật phong còn chưa lên tiếng, Lâm Thanh Nghiên lập tức cảm giác nguy cơ đại sinh, hắn dám. Nàng luôn cảm thấy Nhu Nhi gia hỏa này không nhất định là đang nói giỡn nàng thật làm được ra loại chuyện này cái này có thể đem mặt khắc hai nữ tử thu ở trong cơ thể mình nữ nhân không phải người bình thường nhan thiên cầm cũng đằng đằng sát khí nhìn xem tiêu giật phong ánh mắt có chút bất thiện nói tâm động tiêu giật phong liền vội vàng khoát tay nói không dám không tâm động nhu nhi nhìn thấy tiêu giật phong bối rối nhịn không được cười đến nhánh hoa run rẩy còn lặng lẽ cho tiêu giật phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiêu giật phong giờ phút này chỉ muốn về tinh thần thánh điện ba người nữ nhân này một máy đùa giỡn chính mình không thể trêu vào a hắn đơn giản không thể tin được phía sau thời gian sẽ là cỡ nào hắc ám. Nhu Nhi mang theo ba người bọn họ đi tới một mảnh đào hoa lâm, nơi này hoa đào nở rộ, phấn lộn cánh hoa theo gió bay lả tả, rơi vào bốn người trên y phục. Tiêu Dật Phong đi ở phía trước, mà Lâm Thanh Nghiên, Nhan Thiên Cầm cùng Nhu Nhi thì phân loại tại hắn tả hữu. Ba nữ đều mặc lấy phiêu dật váy dài, cánh hoa vẫy xuống, váy bay múa, đi ở bên trong rừng hoa đào giống như tiên tử, phiêu dật mà ưu nhã. Đi vào một chỗ tới gần bên dòng suối nhỏ, mấy người tọa hạ nghỉ ngơi, thưởng thức cái này hoa rơi nước chảy mỹ cảnh. Nhu Nhi cười chạy xuống trong suối, nàng nhẹ nhàng kéo lên váy, lộ ra mảnh khảnh mắt cá chân, cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên trong nước tảng đá. Nàng đứng tại dòng suối nhỏ ở giữa hướng ba người ngoắt, dáng tươi cười tươi đẹp, thanh nghiên tỷ tỷ, nhan tỷ tỷ, các ngươi cũng xuống chơi a. À. Lâm Thanh Nghiên nhếch miệng nói, bao lớn người, còn chơi nước. Nhu Nhi mỉm cười, sau đó dùng sức đem thủy bát hướng mấy người bọn họ, nàng thực lực vốn là so đám người mạnh, đám người vội vàng không kịp chuẩn bị bị dội cho một thân. Ngươi ngây thơ không ngây thơ a? À? Lâm Thanh Nghiên cười mắng. Ta liền ngây thơ, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Nhu Nhi làm cái mặt quỷ. Lâm Thanh Nghiên giận, khí hung hung xuống nước, muốn tìm Nhu Nhi tính sổ sách đi. Nhan Thiên cầm thì một mực tại một bên yên lặng nhìn xem, nàng tự hồ cũng không giỏi về cùng với các nàng cùng một chỗ chơi đùa đùa giỡn, có chút không quen loại tình huống này. Cho nên đại đa số thời điểm nàng đều là an tĩnh một người yên lặng nhìn xem, kết quả cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nhan Thiên cầm cũng không có an sinh quá lâu. Lâm Thanh Nghiên cùng Nhu Nhi ở trong nước chơi đùa đùa giỡn, khả năng cảm thấy Nhan Thiên Cầm ở một bên nhìn các nàng trò cười, cho nên đem ở một bên lẳng lặng nhìn Nhan Thiên Cầm đều bị đã kéo xuống nước. Nhan Thiên Cầm bị xối dội cho không ít nước, cuối cùng cũng tức giận hoàng thủ. Ba nữ ở trong nước chơi đùa đùa giỡn, quyết định không thể dùng thuật pháp, đều bằng bản sự. Không cần tu vi lời nói, Lâm Thanh Nghiên hòa Nhan Thiên Cầm cũng chỉ là nhục thể phàm thai, bị thiệt lớn, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi thở hồng hộc. Tinh thần thánh điện mặc dù tu thể, nhưng lâm thanh nghiên rõ ràng lệch khoa nghiêm trọng nhưng nhu nhi nhưng cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi phát giác được nàng thành thạo điêu luyện đằng sau nhan thiên cầm cùng lâm thanh nghiên liền liên hợp ở cùng nhau chuyên chọn nàng ra tay ba người đùa giỡn trong quá trình quần áo không thể tránh khỏi ướt thủy châu tại trên mặt gương xinh đẹp cùng tuyết trắng trên da thịt xẹt qua sóng cả mãnh liệt đẹp không sao tả xiết tiêu giật phong nhìn xem cái này đẹp mắt tràn diện lập tức cảm thấy hết thảy mệt nhọc đều tựa hồ tiêu tán nhìn không được lộ ra dáng tươi cười nhìn thấy tiêu giật phong dáng tươi cười Lâm Thanh Nghiên phát giác được ba người xung quanh đại tiết, bất mãn giận trách, đều tại ngươi nha đầu này, hiện tại cũng tiện nghi gia hỏa này. Nhu Nhi lại cười hì hì đem nước lại tác về phía tiêu giật phong, hô, phong ca ca, xuống tới chơi a. À. Không cần gia hỏa này xuống tới, hắn xuống tới chính là chiếm tiện nghi. Lâm Thanh Nghiên cự tuyệt nói. Tiêu giật phong nhịn không được cười lên, một mặt cười xấu xa đứng lên hô, ba vị mỹ nhân, ta tới. Sau đó hắn hào hứng vội vàng hướng trong nước chạy tới, kết quả ba tên này không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ rất nhanh tiêu giật phong liền toàn thân ướt sủng, cùng một đầu cá ướp muối một dạng nằm tại trên bờ tức giận nói không phải đã nói không sử dụng pháp thuật sao hừ chúng ta nói chỉ là lẫn nhau không cần mà thôi không nói đối với ngươi không cần lâm thanh nghiên lý trực khí tráng nói nhu nhi thì tại một bên thanh khách cười không ngừng nhan thiên cầm cũng nhịn không được tiêu giật phong bất đắc dĩ nằm trên mặt đất cũng cười đứng lên các ngươi vui vẻ là được rồi đùa dẫn kết thúc lâm tâm nghiên hòa nhan thiên cầm hai người đều mệt đến quá sức thừa dịp mình còn có thể lực, vội vàng khoát tay nói không đùa. Nhu Nhi bị các nàng khi dễ đến quá sức, giờ phút này đâu chịu buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Chỉ chốc lát sau, Nhan Thiên Cầm cùng Lâm Thanh Nghiên liền cũng như chạy trốn chạy trốn lên bờ, chết sống không chịu xuống tới. Tính chơi nổi lên Nhu Nhi có chút cấp trên, đem ánh mắt chầm chầm chuẩn Tiêu giật Phong, cùng hắn ở trong nước trùng ben. Tiêu Dật Phong dù sao cũng là nửa cái thể tu, thể chất cùng Nhan Thiên Cầm hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, nàng tính đá trúng thiết bản, nhu nhi rất nhanh liền ý thức được chọc người không nên dây vào bị dội đến ướt sũng về sau vội vàng nhấc tay đầu hàng phong ca ca ngươi khi dễ ta liền không hiểu thương hương tiết ngọc sao nhu nhi vô cùng đáng thương đạo tiêu giật phong dở khóc dở cười nói ngươi đây là tiêu chuẩn lại đồ ăn lại mê biết sai đi ta mặc kệ ngươi dìu ta đi lên ta không còn khí lực nhu nhi trực tiếp khóc lóc ông sòng chơi xấu ngồi dòng suối nhỏ bên trong không nổi tiêu giật phong trông thấy nàng thảm hề hề bộ dáng cũng chỉ có thể đi ra phía trước viện nàng hướng trên bờ đi đến. Được được được, là ta sai rồi. Ngươi không sao chứ? Nhu nhi cả người đều treo ở trên người hắn, xúc cảm kinh người, để tiêu giật phong có chút tâm viên ý mã. Nhu nhi coi chừng nhìn thoáng qua chính nói chuyện trời đất lâm thanh nghiên hòa nhang thiên cầm, xác định các nàng không có chú ý tới động tỉnh bên này. Nàng hạ giọng nói, phong ca ca, ngươi khi dễ ta, phải bồi thường ta. Thường thế nào? Tiêu giật phong sững sờ, nhu nhi lấy ra một viên tiểu xảo ngọc bội, nhẹ nhàng nhét vào tiêu giật phong trong tay. Buổi tối hôm nay ngươi đến phòng ta hảo hảo bồi thường ta. Chương 1326, hiểu nhầm rồi. Nhu Nhi nói xong, trên mặt nổi lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng, thẹn thùng thõng xuống tầm mắt, khẩn trương cắn cắn kiều diễm môi đỏ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa động lòng người phong tình càng làm cho tiêu giật phong trong lòng rung lên. Tiêu giật phong có tật giật mình nhìn nhan thiên cầm hai người một chút, vội vàng cất kỹ ngọc bội. Nhu Nhi lên bờ về sau lại cùng chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, chạy tới cùng lâm thanh niên hòa nhan thiên cầm hai người xen lẫn trong cùng một chỗ. Tiêu giật phong cũng trở về đến lâm thanh nghiên hòa nhan thiên cầm bên người, một lần nữa đầu nhập các nàng nói chuyện bên trong. Nhưng nghĩ đến ban đêm cùng nhu nhi hẹn hò, tâm tình của hắn không khỏi có chút nhộn nhạo. Bốn người hông khô quần áo về sau, lâm thanh nghiên nhìn xem dương dương đắc ý nhu nhi, hừ lạnh một tiếng nói, đều là trên trăm tuổi người, còn như thế ngây thơ. Thế nhưng là thanh niên tỷ tỷ, người ta thắng A. Nhu nhi đắc ý nói. Lâm Thanh Nghiên im lặng nói, tính ngươi thắng, huyên náo cũng mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, không bằng một người diễn tấu một khúc như thế nào. Nếu võ không được, vậy liền văn kiện đến. Nàng nhưng biết tiểu hồ ly này tiền thân chính là cái yêu thú, về sau bị cầm tù xích tiêu mấy trăm năm, lần trước ở phương diện này không có gì tạo nghệ. Cái này, nhu nhi quả nhiên có chút chần chờ. Lâm Thanh Nghiên lại cười tủm tỉm nói, ta tới trước. Nàng dẫn đầu lọc một tay, lấy ra một thanh dao cầm, gãy một khúc, đầy đủ phô bày nàng tại cầm nghệ phương diện tiêu chuẩn. Nhan Thiên cầm không cam lòng yếu thế, cũng lấy ra một chi ống tiêu, nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên, nhìn về phía Lâm Thanh Nghiên lông mày cho lên. So tài nghệ, ai sợ ai đâu. Ai còn không phải một cái cầm kỳ thư họa mọi thứ đều biết tiểu thư khuê cắt đâu. Tiêu giật phong tự nhiên là nghe được như si như say, khen không dứt miệng. Nhu Nhi thấy thế có chút xấu hổ, nếu là nói có ai nguyên bản cầm kỳ thư họa đều giúp đặt cá mai, khả năng chính là nàng. Mặc dù trong lòng hoảng như lão cẩu, mặt ngoài lại mây trôi nước chảy, không chút nào lúng cuống, miễn cười vỗ tay tán thưởng, nàng trở tay liền lấy ra một thanh đàn không, cũng muốn tú một thanh. cái đồ chơi này các ngươi không thể nào. đúng dịp ta cũng sẽ không. ta sẽ không, nhưng tiên nhi sẽ a. À. đó không phải là ta sẽ sao? tiên nhi, cứu mạng a. À. nhu nhi mặc dù có được bộ phận ký ức này, nhưng trên thực tế kỳ thật còn không có đàn tấu qua. hồ tiên nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhu nhi tuyệt đối có thể chính mình độc lập diễn tấu, lại vẫn cứ muốn kéo nàng đi ra. Nhu Nhi nhưng chủ ý đã định không chịu đi ra, nhất định để nàng đến diễn tấu, nàng cũng chỉ có thể tự mình động thủ diễn tấu. Một khúc kết thúc, Hồ Tiên Nhi ngược lại kỹ kinh tứ tọa, ngàn năm lão hồ ly hỏa hầu diễm ép toàn trường, để Lâm Thanh Nghiên có chút buồn bực. Tốt a, à, lần này múa rìu trước cửa lỗ ban. Sau đó, Nhu Nhi dẫn bọn hắn bơi chung lãm thanh hồ sơn phong cảnh danh thắng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mấy người ăn cơm xong, lại thưởng một hồi tháng, mới riêng phần mình tách ra trở về phòng. Tại tách ra trước, Nhu Nhi lần nữa mịt mờ hướng Tiêu Dật Phong nháy nháy mắt, nhắc nhở hắn đừng quên. Tiêu Dật Phong bất động thanh sắc nhìn bốn phía một vòng, xác nhận không có người chú ý tới bọn hắn đằng sau, mới nhẹ gật đầu. Lâm Thanh Nghiên hòa nhan thiên cầm nhìn như hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lẫn nhau mịt mờ trao đổi một ánh mắt. Ban đêm, ánh trăng như nước, trời tối người yên, phản phất hết thảy đều đi ngủ bình thường. Thừa dịp ánh trăng mông lung, Tiêu Dật Phong lặng lẽ đi vào Nhu Nhi tiểu viện, dùng Nhu Nhi cho ngọc bội mở ra sân nhỏ cấm chế, tiến vào trong sân. Nhu Nhi trụ sở tọa lạc tại một cái độc lập làm bằng gỗ tiểu viện, chung quanh nhà bao quanh xanh um tươi tốt cây cối, lộ ra yên tĩnh mà u nhã. Bởi vì Nhu Nhi thân phận đặc thù, nơi này khoảng cách những người khác trụ sở có một khoảng cách, bảo đảm sẽ không bị người chỗ quấy rầy. Tiêu Dật Phong đi tới dãy kia ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhỏ giọng nói, "Nhu Nhi, là ta." Nhu Nhi đem cửa phòng mở ra một cái khe, trông thấy cửa ra vào Tiêu Dật Phong tựa hồ rất kinh ngạc. "Phong ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Dật Phong có chút buồn bực hỏi, không phải ngươi để cho ta tới sao? Làm sao lại thế, ngươi hiểu nhầm rồi. Nhu Nhi thanh âm có chút khẩn trương. Tiêu Dật Phong xuyên thấu qua khe cửa, lọc vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng mỹ cảnh, không khỏi ít hầu khẽ nhúc nhích, có chút mắt long long. Hắn nhìn xem Nhu Nhi dáng người có lồi có lõm kia, có thâm ý khác nói, đến đều tới, chúng ta đi vào tâm sự lạc. Nhu Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói lầm bầm, cái này không được đâu, hơn nữa đêm cô nam quả nữ. Tiêu giật phong coi là nha đầu này đang chơi dục cầm cố túng, dở khóc dở cười nói, làm sao lại không xong, ta liền đi vào tâm sự. Nhu nhi ở sau cửa lắc đầu, có chút đề phòng nhẹ giọng hồi đáp, phong ca ca, ta sợ ngươi tiến đến liền không thành thật, đêm nay ánh trăng như nước, phong cảnh rất tốt, không bằng chúng ta ở ngoài cửa nói đi. Tiêu giật phong hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng yêu tinh kia lại cố ý đến câu dẫn mình, sâu chính mình khẩu vị. Tốt a, à, ta nghe ngươi. Ngươi chờ một chút, ta đổi bộ y phục. Nhu nhi nói xong đùng một chút đóng cửa lại. Tiêu giật phong nhịn không được cười lên, nhưng vẫn là thuận theo đứng ở ngoài cửa, chờ đợi Nhu Nhi đi ra ngoài. Không lâu, Nhu Nhi đẩy cửa phòng ra, nàng người mặc một thân thanh lương không gì sánh được màu hồng viền ren quần áo, mê người không gì sánh được, da thịt như tuyết, kiều diễm ướt át. Nhu hòa viền ren dán chặt lấy thân thể của nàng, hoàng mỹ phát họa ra nàng đầy đặn ngạo nhân đường cong, trước ngực núi tuyết như muốn áo thủng mà ra, nửa chặn nửa che để cho người ta không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Vạt áo tùy ý quét vào bắp đùi phía trên, lộ ra thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, để cho người ta nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Thân này không có khả năng kỳ nhân quần áo phối hợp nhu nhi cái kia lưu nhân mỹ mạo cùng khí chất vũ mị, lực sát thương to lớn. Tiêu Dật Phong không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, tim đập trộn lên, cảnh tượng trước mắt để hắn càng thêm xác định yêu tinh kia chính là dục cầm cố túng. Hắn cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, kiệt lực đem ánh mắt từ nàng mê người trên thân thể dời đi. Nhu Nhi tự hồ cũng có chút không có ý tứ, đưa tay che ngực, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một chút. Nàng chu môi cảnh cáo nói, Phong ca ca, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung a à, ta chỉ là tìm không thấy quần áo mới mặc cái này nàng cái này càng che càng lộ ngược lại càng làm cho tiêu giật phong ý nghĩ kỳ quái hắn ho một tiếng điều chỉnh tâm tình tận lực lộ ra bình thản nói ra chúng ta đi đâu bóng đêm lạnh ta mặc như thế cũng không tiện ra ngoài chúng ta ngay tại trong sân đi một chút đi nhu nhi ngượng ngùng nói tiêu giật phong cười thầm một tiếng ngươi yêu tinh kia cũng biết chính mình dạng này không tiện cho ngoại nhân nhìn a à. vậy ngươi còn xuyên ra tới cũng may nơi này có trận pháp trừ chính mình cũng không ai có thể đi vào. Hai người hành tẩu tại độc lập làm bằng gỗ bên ngoài sân nhỏ, thản nhiên tự đắc thưởng thức ánh trăng. Tiểu viện bốn phía phồn hoa nở rộ, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, trong không khí tràn ngập một cổ yên tĩnh không khí. Ánh trăng vẫy vào nhu nhi trụ sở chung quanh, nhẹ nhàng phá vỡ hắc ám yên tĩnh, nồng đậm ánh trăng tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành ngân bạch. Trong tiểu viện bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, không có những người khác bóng dáng. Theo bóng đêm càng phát ra nồng đậm, ánh trăng vẫy vào nhu nhi gương mặt phản chiếu nàng giống như tiên tử mỹ mạo càng thêm động lòng người nhu nhi ánh mắt có chút né tránh chột dạ nhìn xem tiêu giật phong hỏi phong ca ca ngươi muốn tìm ta trò chuyện thứ gì đêm đã khuya nếu như không có chuyện gì ta về trước đi đi ngủ cảm thấy nhân vật chính không nên tại cái này phong lưu khoái hoạt đại khái cảm thấy nhân vật chính giống như các ngươi biết tất cả mọi chuyện nhưng trên thực tế hắn không biết sơ mặt phía sau làm cái gì hắn không biết hắn coi là sơ mặt hay là giống như trước đó còn lại một hai trăm năm mệnh Tô Diệu Tình đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, hắn hiểu rõ Tô Diệu Tình, chỉ là không nghĩ tới có sơ mặt cái này lão lục. Hắn tại yêu tộc, cùng người vượt tin tức đều được dùng vượt qua truyền tống, cũng chỉ tại đại thế lực trong tay mới có. Cho nên, dưới loại tình huống này, hắn liền không phải khổ đại cừu thâm A. Khổ đại cừu thâm liền có thể trừng liều mạng tôn. Trong hiện thực dù là ngươi vừa thất tình, trông thấy đồng sự hay là sẽ gạt ra khuôn mặt tươi cười. Huống chi lâm thanh nghiên bọn người là cố ý để hắn buông lỏng, hắn cũng liền dạng này phối hợp cũng không thể ai đến đều một bộ tư mã mặt, để cút ngay. Chương 1327, không có quấy rầy chuyện tốt của ngươi a. À. Tiêu Dật Phong không khỏi có chút im lặng, ngươi nha đầu này tiêu khiển ta đây, gọi ta đến còn nói muốn ngủ. Hắn cười cười nói, chúng ta tùy tiện tâm sự, cái gì đều có thể. Nhu Nhi có chút bất đắc dĩ gần một tiếng, tự hồ cũng thở dài một hơi, hỏi, Phong ca ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, trời đi chính đạo với ta mà nói cũng coi như một chuyện tốt bất quá chỉ là khổ sư tỷ các nàng còn hoàn toàn không biết gì cả đoán chừng phải thương tâm thật lâu rồi tiêu dật phong bất đắc dĩ nói đã như vậy vậy ngươi vì cái gì không nói cho bọn hắn nhu nhi hỏi tiêu dật phong bất đắc dĩ nói về thời gian không cho phép mà lại nàng khẳng định cho là ta là bị ép ta sợ nàng sẽ liều lĩnh tới tìm ta đôi khi vấn thiên tông cùng vô nhai điện cũng không tốt các loại tình huống ổn định lại ta biết tìm thời gian cùng với nàng thẳng thắng, loại chuyện này hay là cho ta chính mình ở trước mặt nói với nàng tốt một chút hôn lễ cùng ngày biến cố liên tiếp, hắn căn bản không kịp nói cái gì, chờ về qua thần đến đã tới gần bắc vực. Hắn hữu tâm để Liễu Hàng Yên trở về nói cho Tô Diệu Tình, lại sợ nàng làm chuyện gì, cho nên dứt khoát để nàng chiếu cố tốt Tô Diệu Tình tính toán. Mặc dù sư tỷ sẽ thương tâm thật lâu, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ, trong lòng của hắn lại làm sao tốt hơn. Phong ca ca, Tô Tiên Tử nhất định sẽ thông cảm ngươi, nàng là tốt như vậy một người. Nhu Nhi an ủi. Tiêu Dật Phong cười cười nói, hy vọng đi, các ngươi cũng không cần lo lắng ta, cố ý đùa ta vui vẻ, ta kỳ thật không có gì. Hắn chỗ nào không biết Lâm Thanh Nghiên hòa nhan thiên cầm bọn người là cố ý cùng hắn, muốn cho hắn trầm tĩnh lại. Cũng bởi vậy hắn mới có thể như vậy phối hợp, cứ việc trong nội tâm sự tình trùng điệp, nhưng vẫn là cùng một người không có chuyện gì một dạng cùng các nàng chơi đùa đùa giỡn. Sai cũng không phải các nàng, có khí cũng không nên đối với mình người thân cận nổi giận. Cường giả hướng người mạnh hơn huy quyền, hèn yếu người thì hướng người bên cạnh phát cáo. Huống chi hắn gấp cũng không gấp được, tại cái này chim không thèm ý yêu tộc, nhân tộc bên kia xảy ra chuyện gì đều hai mắt đen thui, hắn sốt ruột cũng vô dụng. Về tinh thần thánh điện thì càng là gấp không được, bây giờ tình huống còn không có sáng tỏ, ai biết tinh thần thánh điện có thể hay không lại là một cái bẫy. Nhu Nhi nhàn nhạt cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt, thanh niên tỷ tỷ các nàng rất lo lắng ngươi, đặc biệt là thanh niên tỷ tỷ, kỳ thật rất tự trách. Tiêu Dật Phong ừ một tiếng, hai người sánh vai đi tại trên đồi núi nhỏ, câu được câu không tán gẫu. Ánh trăng vừa vặn, phong cảnh như vẽ, nam tuấn nữ đẹp, ngược lại là có chút lãng mạn duy mỹ hình ảnh. Tiêu Dật Phong gặp bầu không khí không sai, nhịn không được đưa tay tới muốn ôm Nhu Nhi, ai biết bị nàng tránh qua, tránh né đi. Nhu Nhi trừng lớn ánh mắt như nước long lanh, một mặt khẩn trương cảnh cáo nói, Phong ca ca, ngươi cũng chớ làm loạn. Tiêu Dật Phong bất đắc dĩ thu tay lại, cười cười nói, ngươi nha đầu này thật sự đến tiêu khiển ta. Nhu Nhi lập tức có chút chột dạ, nhìn trái phải mà nói hắn nói, người ta đã đáp ứng thanh niên tỷ tỷ, không thể để cho ngươi được như ý. Tiêu giật phong nhịn không được cười lên nói, lại là ngươi nói, ai làm thật ai là đồ đần. Ta chưa nói qua, phong ca ca, ngươi đừng hại ta. Nhu nhi lập tức sắc mặt biến hóa, đôi mắt đẹp dùng sức nháy, thủy ung ung nhìn xem tiêu giật phong, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Hảo hảo, ngươi chưa nói qua, ông một cái cũng có thể đi. Tiêu giật phong đưa tay tới muốn nắm cả bờ eo của nàng. Nhu nhi lui lại nửa bước, có chút khẩn trương nói, không được, đã nói xong chỉ là thưởng thức ánh trăng đâu, không thể động thủ động cước. Tiêu Dật Phong nhìn xem một thân màu hồng váy áo mỏng nhu nhi, nàng linh lung tinh tế tư thái tại gió đêm tiếp theo lãm hoàn toàn. Ánh trăng chiếu rọi, nàng bộ trang phục này phối hợp lông xù tiểu hồ ly lỗ tai, đáng yêu lại mị hoặc. Hắn bất đắc dĩ đến cực điểm nói, có người mặc như thế đi ra thưởng thức ánh trăng sao? Ta cũng không biết thưởng thức ánh trăng hay là thưởng thức mỹ nhân. Nhu Nhi đem ngực cưỡng một cái, kiều hừ một tiếng, có chút mân mê khóe miệng nói ta cứ như vậy mặc, dù sao liền không có ngoại nhân, nhưng ngươi đến trung thực. Mỹ nhân ở trước mắt, lại không thể đụng vào, tiêu giật phong cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng nhu nhi. Hắn cười khổ nói, ngươi này làm sao đột nhiên thành thật như vậy? Cố ý giày vò ta phải không? Ta đã đáp ứng thanh niên tỷ tỷ, làm cáo không thể nói mà không tính. Dù sao ngẩng đầu ba thước có thần minh đâu. Nhu nhi nghiêm túc nói. Gặp nàng ánh mắt luôn luôn như có như không nhìn về phía gian phòng, còn nghiền ngẫm từng chữ một ngẩng đầu ba thước có thần minh, tiêu giật phong rốt cuộc mới phản ứng. Hắn cũng không phải là người ngu xuẩn, chỉ là trước đó tâm sự nặng nề, tăng thêm sắc dục huân tâm, không muốn quá nhiều. Bây giờ trí thông minh một lần nữa chiếm cứ bãi đất, lập tức từ dưới nửa người chi phối động vật biến trở về người bình thường, ý thức được không thích hợp. Trong phòng nhất định có người khác, rất có thể chính là Lâm Thanh Nhiên. Không phải vậy Nhu Nhi không có khả năng như thế kiên kỵ, lấy nàng cái này rõ ràng thái độ cự tuyệt, không có khả năng mặc cái này một bộ quần áo đi ra tiêu khiển chính mình. Nàng cái này lại khi lại lập biểu hiện, nói rõ cái này một bộ quần áo không phải nàng muốn mặc đây là lâm thanh nghiên cố ý để nàng mặc tiêu giật phong một trận hoảng sợ ánh mắt ngắn mũi liếc về phía cửa phòng nháy nháy mắt hắn ra vẻ thoải mái mà chỉ vào trên trời hỏi nhu nhi ngươi nhìn bên kia có phải hay không có vì sao nháy nháy cùng con mắt một dạng nhu nhi trong lòng biết hắn rốt cục ngầm hiểu nhưng lại không dám nói rõ đành phải ra vẻ trấn định đáp lại cái nào dừng một viên không phải hai ngôi sao sao tiêu giật phong lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người không chỉ một người hai người nguyên lai còn có nhan thiên cầm hắn lập tức nôn nóng bất an, như lửa đốt lông mày giống như đứng người lên, lúng túng nói, hôm nay mây đen dày đặc, xem ra trời muốn mưa. Hắn vội ho một tiếng nói, nhu nhi, thời điểm cũng không sớm, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta còn có việc đi trước. Nhu nhi nhìn hắn cái này có tật giật mình bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộn nói, vậy được rồi, phong ca ca, ngươi đi về nghỉ trước. Đang lúc tiêu giật phong dự định lòng bàn chân bôi dầu, trùng mất lúc, nhu nhi cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lâm thanh nghiên chậm rãi từ bên trong đi ra, trên mặt giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt lộ ra trêu tức chi ý tiêu đại công tử làm sao lại như thế đi không có ý định vào phòng tâm sự nhân sinh lý tưởng sao lâm thanh nghiêng hai tay ôm ngực dẻo dẻo nói nhan thiên cầm theo sát phía sau cười hít mắt hỏi đúng a à, đêm nay ngày tốt cảnh đẹp gia nhân đang bên cạnh ngươi ngủ được sao tiêu giật phong một mặt lúng túng dừng bước lại miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười lộ ra ngạc nhiên thần sắc nói ra thanh nghiên, thiên cầm các ngươi làm sao tại cái này a à? Lâm Thanh Nghiên một mặt trào phúng mà nhìn xem Tiêu Dật Phong, chúng ta trùng hợp tìm đến Nhu Nhi muội muội nói chuyện phím, trò chuyện chậm chút, không có quấy rầy chuyện tốt của ngươi đi. Tiêu Dật Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng khoát tay giải thích, Thanh Nghiên, ngươi hiểu lầm, ta thật chỉ là muốn tìm Nhu Nhi tâm sự. Phi, không biết xấu hổ, rõ ràng chính là tới đây muốn thiết ngọc thâu hương. May mà ta sớm có đề phòng, không có để cho ngươi đạt được. Lâm Thanh Nghiên giống như cười mà không phải cười nói. Nhan Thiên Cầm cũng là một bộ quỷ tinh bộ dáng của ngươi, để tiêu giật phong dở khóc dở cười. Đừng nói các nàng, ngay cả chính hắn cũng không phải rất tin. Chương 1328, Tiểu Hồ Ly đừng giả bộ. Mặc dù biết nói không rõ, nhưng tiêu giật phong hay là muốn nếm thử một chút. Hắn nghiêm túc nói, thanh niên, ta thật là đến nói chuyện chính sự. Nhu Nhi cũng là gật đầu như giả tỏi nói, thanh niên tỷ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn hẹn hắn đơn độc tâm sự. Lâm Thanh Nghiên cười như không cười nhìn Nhu Nhi một cái nói, ai làm thật ai là đồ đần đúng không? Tiểu Hồ Ly Nhu Nhi vẽ mặt cầu xin nhìn tiêu giật phong một chút, tự hồ đang trách cứ hắn bán chính mình. Nàng hai cái lỗ tai nhỏ vô lực trụ xuống, tội nghiệp dáng vẻ. Ta không có nói qua, Nhu Nhi thanh âm yếu ớt giải thích. Tiêu giật phong vội vàng giải vây nói, ta đùa giỡn. Lâm Thanh Nghiên trừng tiêu giật phong một chút, thở phì phò nói, ta quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Nàng lôi kéo Nhu Nhi cười hít mắt hướng trong phòng đi, đến, Nhu Nhi muội muội chúng ta đêm nay nói chuyện trắng đêm hảo hảo bàn luận nhân sinh lý tưởng nhu nhi cầu cứu giống như nhìn xem tiêu giật phong trong ánh mắt lệ uông uông bộ dáng thanh niên tiêu giật phong nhịn không được mở miệng nói làm sao con gái chúng ta nhà tư mật thoại ngươi cũng nghĩ tiếng gian phòng đến phải không lâm thanh niên đằng đằng sát khí nhìn xem hắn thanh niên cái này không liên quan nhu nhi sự tình ngươi có việc hướng ta đến là được tiêu giật phong cao mày nói lâm thanh niên hừ lạnh một tiếng nói ngươi yên tâm ta có chừng mực không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật không phải sao tiêu giật phong lúc này mới yên tâm lại trong mong nhìn xem lâm thanh niên hai người đem vô cùng đáng thương nhu nhi mang đi các ngươi kiềm chế một chút a à. lâm thanh niên im lặng đến cực điểm tức giận nói biết rồi mau cút xéo nữ nhân sự tình ngươi thiếu dính vào tiêu giật phong vậy mà không phản bác được nhu nhi a à nhu nhi ngươi mã thất tiền đề a à. nhu nhi cũng không phải tốt như vậy bị khi phụ bất quá dù là như vậy hắn hay là tại bên ngoài viện đổi tới đổi lui ai đều do chính mình rất nhanh bên trong lửa đèn dập tắt tự hồ truyền đến chút thanh âm cổ quái tiêu giật phong không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra nhu nhi ngươi chịu khổ sáng sớm hôm sau khổ đợi một đêm tiêu giật phong trông thấy còn buồn ngủ ba nữ từ bên trong phòng đi tới hắn vội vàng nên đón tiếp lấy cười nói ba vị đại mỹ nhân sớm a à. trên đường hắn liên tiếp hướng nhu nhi trên thân nhìn lại may mắn nha đầu này không có cục tay cục chân hay là như thế cùng chính mùi cây đào mật một dạng xinh đẹp không gì sánh được Nhu Nhi nhìn xem tiêu giật phong miệng một xẹp, ánh mắt như nước long lanh giống như là có thiên ngôn vạn ngữ, tự hồ có chút muốn khóc dáng vẻ. Thế nhưng là lại nhìn một chút lâm thanh Niên hòa nhang thiên cầm, lập tức lại một bộ ta không sao, ta rất tốt vĩ khuất bộ dáng, đầy đủ phô bày cái gì gọi là nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Lâm thanh nghiên nhìn xem hí tinh này biểu diễn, tức giận nói, tiểu hồ ly, đừng giả bộ. Tiêu giật phong cũng biết lâm thanh nghiên các nàng biết phân tích, không có khả năng thật đối với Nhu Nhi làm cái gì chuyện quá đáng khẳng định là nhu nhi nha đầu này chính mình cho mình thêm đùa giỡn. Quả nhiên, gặp hoa ngôn bị vạch trần, nàng lập tức cười hì hì nói, ta đây không phải hù dọa phong ca ca sao. Ai bảo hắn lại một lần đối với ta thấy chết không cứu. Tiêu giật phong dở khóc dở cười nói, ngươi hí tinh này, có chủ tâm hù chết ta là không. Nhu nhi đem miệng một biểu nói, hừ. Ngươi thấy chết không cứu, tiểu hồ ly ta tức giận. Lời tuy như vậy, nàng hay là mang theo ba người tiếp tục tại thanh hồ khâu du ngoạn, chỉ chốc lát liền đem không thoải mái toàn quên đi trên đường tiêu giật phong rút cái thời gian lặng lẽ hỏi thăm lâm thanh niên nói các ngươi tối hôm qua không có khi dễ nàng đi ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu muốn thiết ngọc thâu hương đúng không lâm thanh niên mắt lạnh nhìn tiêu giật phong tiêu giật phong rùng mình liền vội vàng khoát tay nói hiểu lầm hiểu lầm ta chỉ là đi qua tìm nàng có chuyện quan trọng thương lượng chuyện quan trọng gì a à? có phải hay không còn dự định tiến hành điểm xâm nhập nghiên cứu thảo luận a à? lâm thanh niên âm dương quái khí mà nói vừa nhắc tới cái này nàng liền đến khí liền nhớ lại trước đó tại luân hồi tiên phủ tiêu giật phong cùng sơ mặt sự tình chuyện không hề có tiêu giật phong lúng túng nói sang chuyện khác các ngươi thật không có khi dễ nàng đi lâm thanh niên ý đồ xấu địa đạo có a chúng ta đem nàng lột sạch treo ngược lên đánh một đêm không tin ngươi vén quần áo lên nhìn xem có phải hay không vết thương đầy người nhan thiên cầm nghe vậy thổi phù một tiếng nở nụ cười tiêu giật phong nếu thật dám làm như vậy đoán chừng treo ngược lên đánh chính là tiêu giật phong tiêu giật phong dở khóc dở cười nói tốt thanh niên ngươi đừng nói giỡn chăm chú điểm. Lâm Thanh Nghiên lại không chịu nói, Tiêu Dật Phong chỉ có thể lại chạy đi tìm Nhan Thiên Cầm hỏi thăm, cũng may Nhan Thiên Cầm không có xấu như vậy tâm nhãn. Nàng mịt mờ nhìn Lâm Thanh Nghiên một chút nhỏ giọng nói, nàng là động hư cảnh, chúng ta sao có thể đối với nàng làm cái gì, cũng liền cào nàng một đêm ngứa, kém chút không có chết cười nàng. Tiêu Dật Phong dở khóc dở cười, không nghĩ tới lại là loại trừng phạt này, đồng tình nhìn thoáng qua Nhu Nhi. Tiêu Dật Phong vừa mới ăn dưa tâm tình mất ráo, lập tức như sấm sét giữa trời quang bình thường, khó có thể tin nói ngươi đáp ứng ta không thể không đáp ứng a à. nhan thiên cầm có chút xấu hổ đạo tiêu giật phong lập tức phiền muộn đến muốn thổ huyết nhỏ giọng bàn giao nói ngươi đừng coi là thật a à, nhan thiên cầm nhỏ giọng đáp mặc dù ra một chút như thế nháo kịch nhưng hai ngày sau thời gian bên trong bốn người ở giữa ở chung ngược lại là không có quá mức cứng nhắc. đây hết thảy đều toàn bộ nhờ nhu nhi cái này nhí nha nhí nhảnh điều hòa tề lâm thanh nghiên hai người cũng biết nàng sẽ không thường bạn tiêu giật phong bên người cũng liền để cho nàng thanh hồ khâu sơn thủy tú lệ, phong cảnh như vẽ, để cho người ta lưu luyến quên về. Tại cái này ngắn ngủi trong hai ngày, bốn người du lịch thanh hồ khâu danh thắng cổ tích, thưởng thức phong quan kiều diễm sơn thủy chi cảnh. Mặc dù tranh giành tình nhân tràn cảnh cũng thường xuyên xuất hiện, nhưng nói tóm lại tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ. Ba cái tính cách khác nhau mỹ nữ khi thì đấu khí, khi thì tranh thủ tình cảm, khi thì một mực thay đổi đầu thương khi dễ tiêu giật phong, để tiêu giật phong đã cảm thấy đau đầu lại cảm thấy thú vị. Hắn cũng chỉ có thể tận lực cân bằng cái này quan hệ vi diệu, vì cân bằng ba vị mỹ nữ cảm xúc cũng là nhọc lòng thỉnh thoảng còn phải chính mình hấp dẫn hỏa lực nhưng có ba cái tính cách khác là mỹ nhân làm bạn cũng là hoàn toàn chính xác để tiêu giật phong vui đến quên cả trời đất các nàng mỗi người mỗi vẻ mặc dù có khác nhau nhưng lại có chừng mực sẽ không để cho tiêu giật phong quá mức khó làm những ngày qua bọn hắn cùng một chỗ đánh cờ vẽ tranh ca múa cùng một chỗ tấu nhạc vui đùa ầm ĩ thưởng thức cảnh đẹp cũng là chơi đến tận hứng tiêu giật phong rốt cuộc minh bạch cái gì là chỉ ao ước biên ương không ao ước tiên, nếu như một mực là loại ngày này, thật đúng là thần tiên cũng không nguyện ý làm. Hắn lúc đầu đã vui đến quên cả trời đất, nhưng đột nhiên từ nơi sâu xa cảm giác được một cổ tim đập nhanh cảm giác. Giống như là đã mất đi cái gì sinh mệnh trọng yếu đồ vật một dạng, để hắn không khỏi bàn hoàng bất an, lại tìm không thấy đầu nguồn. Tiêu giật phong tại hai ngày sau ấy nấy đưa ra muốn rời đi ý tứ. Nhìn ra tiêu giật phong không quan tâm, Nhu Nhi mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có ép ở lại, đám người lúc chia tay đến chương 1329, lớn tinh tiểu quái. Ly biệt thời điểm, Nhu Nhi chăm chú lôi kéo tiêu giật phong tay, nước mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn. Lâm Thanh Nghiên giờ phút này cũng không có tiếp tục làm bỗng đánh biên ương người xấu, lôi kéo nhan thiên cầm đi đến cách đó không xa, lưu cho hai người đơn độc thời gian chung đụng. Nhu Nhi hai mắt trưng trưng nói, phong ca ca, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Tiêu giật phong nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, ôm Nhu an ủi, đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng sẽ tưởng niệm ngươi, chờ ta an bài thỏa đáng, thông báo tiếp ngươi. Nhu Nhi ừ một tiếng, gặp không ai chú ý, cả người dán trên người hắn, nắm lấy tay của hắn đặt ở một nơi nào đó. Nàng ôn Nhu nói, chờ ngươi an bài thỏa đáng, ta sẽ đi qua tìm ngươi, đến lúc đó ngươi muốn thế nào được thế nấy. Tiêu giật phong dở khóc dở cười, tức giận nói, ngươi tiểu yêu tinh này lại tới tiêu khiển ta. Người ta thật không lừa ngươi. Lừa ngươi là chó nhỏ. Nhu Nhi lời thề son sắc đạo. Tiêu giật phong tại nàng tiểu xảo bên tai nhẹ nhàng khẽ cắn, cười nói đi ta nhớ kỹ lần sau ta sẽ đem thanh niên đẩy ra nhu nhi một bộ thẹn thùng bộ dáng nhẹ gật đầu sau đó chủ động đưa lên môi thơm hai người ôm hôn cùng một chỗ một hôn kết thúc nhu nhi cười hì hì nói đây là đưa cho ngươi lợi tức lần sau cả gốc lẫn lãi cho ngươi tiêu giật phong chà sát nàng cái mũi nhỏ một chút cười nói liền ngươi yêu tinh kia sẽ sai sử người không phải vậy ta như thế nào là yêu tinh mà không phải yêu quái đâu nhu nhi cười nhẹ nhàng nói phong ca ca ngươi biết yêu quái cùng yêu tinh khác nhau sao Tiêu giật phong sửng sốt một chút, nghỉ nửa ngày, buồn bực nói, xưng hô không giống với. Giống như ngươi xinh đẹp xinh đẹp, chính là yêu tinh. Đúng rồi một chút, không hoàn toàn đối với. Nhu Nhi cười nói. Vậy thì vì cái gì? Tiêu giật phong buồn bực nói. Nhu Nhi mị nhãn như tơ, tiến đến hắn bên tai, hà hơi như Lan nói, bởi vì đại tinh tiểu quái A. Nàng lôi kéo tiêu giật phong để tay ở ngực, thẹn thùng nói, ngươi cảm thấy đây là yêu tinh hay là yêu quái? Tiêu giật phong gọi thẳng chịu không được này làm sao hoàn toàn cảm giác không thấy nhịp tim. Thật to tà ác a. À. Hắn không khỏi trên tay có chút dùng sức, ác thanh ác khí nói, ngươi yêu tinh kia. Sớm muộn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngươi bóp thương người ta. Nhu nhi oán trách lường hắn một cái, đưa tay tiến trong cổ áo, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Tiêu giật phong đang có chút ấy nấy thời điểm, nhu nhi đột nhiên trở tay giải khai cái gì, cổ áo chỗ rút ra một đầu màu hồng cái yếm nhỏ, nhét vào tiêu giật phong trong tay. Tiêu giật phong cầm đầu kia mang theo nhiệt độ cơ thể cái yếm nhỏ, lập tức như là khoai lang bỏng tay một dạng vội vàng nắm chặt tránh cho để lâm thanh niên đám người nhìn thấy ngươi làm cái gì vậy nhu nhi khanh khách cười không ngừng bị nhãn như tơ chọc người không gì sánh được nói đây là tặng ngươi lễ vật nghĩ tới ta thời điểm có thể lấy ra a à? ta là loại người này sao ta đọc xuân thu tiêu giật phong nghĩa chính ngôn từ nói sau đó lặng lẽ cầm trong tay mang nhiệt độ cơ thể tơ lụa cái yếm cho thu vào những trữ vật nhu nhi nhịn không được cười lên đã mất đi trói buộc nàng cho tiêu giật phong thuyết minh cái gì gọi là kinh đào hải lãng sống cả mãnh liệt nhánh hoa run rẩy thấy hắn mắt đều thẳng được rồi đi thôi chờ một chút thanh niên tỷ tỷ các nàng muốn đi qua ngươi cũng đừng lộ tẩy nhu nhi nghiêm mặt cấp tốc thay đổi một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ nàng lôi kéo tiêu giật phong đi được bốn bề yên tĩnh nhưng tiêu giật phong tổng nhịn không được hướng trên người nàng nắm đi yêu tinh kia bên trong là trống rỗng run run rẩy rẩy nhưng lại co giãn mười phần bình thường đi lại căn bản nhìn không ra Tiêu giật phong nhìn nàng hết thảy như thường, không khỏi cảm khái, cái này lợi hại, trách không được như vậy co giảng kinh người. Cách đó không xa, Lâm Thanh Nghiên hai người trông thấy bọn hắn đi tới, tiến lên đón, nghi ngờ dò xét hai người. Tiêu giật phong thần sắc như thường, nhu nhi lê hoa đái vũ, một bộ không bỏ được dáng vẻ, triệt để bỏ đi các nàng lo lắng. Nhu Nhi nhìn xem Lâm Thanh Nghiên hòa Nhan Thiên Cầm cười nói, "Phong ca ca liền giao cho các ngươi." Thanh Nghiên tỷ tỷ, Nhan tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng quên, chúng ta trước đó nói qua ước định. Lâm Thanh Nghiên mặt đỏ lên nhớ tới chính mình cùng Nhu Nhi ở giữa ước định, ai cũng không thể để cho tiêu giật phong đụng chính mình, không để cho hắn đắc thủ. Chính mình phòng bị tiểu hồ ly này, nàng cũng đề phòng mình, ai cũng không thể để cho tiêu giật phong đắc thủ. Nàng chỉ có thể khô càng nói, ngươi yên tâm là được rồi. Nhu Nhi ánh mắt nghịch ngợm nhìn xem tiêu giật phong, lè lưỡi nhẹ nhàng phun ra, một bộ tiểu hồ ly dáng vẻ. Tiêu giật phong không nghĩ tới tiểu hồ ly này thế mà cũng tới hố chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy chúng ta đi, mau trở về đi thôi. Tiêu Dật Phong nhìn xem cái này rung rẩy dáng vẻ, sợ nha đầu này động tác một đại lộ nhân bánh, vội vàng lôi kéo Lâm Thanh niên hòa Nhan Thiên cầm rời đi. Nhu Nhi nhìn xem Tiêu Dật Phong chột dạ chạy trối chết dáng vẻ, nhịn không được che miệng cười trộm, không ngừng hướng về bọn hắn vất tay. Phong ca ca, có thời gian tới tiền ta chơi a, à, ta đến lúc đó đưa ngươi chút lễ vật. Tiêu Dật Phong dở khóc dở cười, quay đầu hướng nàng vẫy tay từ biệt. Tại Nhu Nhi đưa mắt nhìn bên dưới, Tiêu Dật Phong cùng Lâm Thanh Nghiên, Nhan Thiên cầm chậm rãi rời đi thanh khâu sơn khi bọn hắn thân ảnh biến mất ở phương xa chân trời lúc, Nhu Nhi khóe miệng ý cười có chút thu nạp, lộ ra thất lạc thần sắc. Lại không biết bao lâu mới có thể gặp lại nữa nha. Nhưng rất nhanh nàng liền nhẹ nhàng che ngực, lộ ra một chút ý cười, quay người thúng di trở về. Trong thức hải hồ viễn thanh thở dài một hơi, dù sao đây cũng là thân thể của nàng. Hồ Tiên Nhi không nói quét nàng một chút thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, nàng cũng liền tại cái kia tiêu giật phong trước mặt sẽ như thế thôi, trong xương cốt không chừng so với ai khác đều truyền thống đâu hồ uyển thanh hồi tưởng một chút phát hiện đúng là như thế có chút dở khóc dở cười nói cũng không biết tiêu giật phong đến cùng cho hắn cho ăn cái gì thuốc mê hồ tiên nhi buồn bã nói coi ngươi khốn thủ một chỗ mấy trăm năm có người đánh bạc tính mệnh mang ngươi rời đi ngươi sợ cũng sẽ như thế hồ uyển thanh nghe vậy nhìn về hướng nàng nếu có ai có thể lý giải nhu nhi cảm thụ cái kia đoán chừng chính là trước mắt hồ tiên nhi dù sao nàng cũng là biến thành khôi lỗi tàn hồn bị vây ở trong thi thể mặt mấy trăm năm không thấy ánh mặt trời khác nhau là nhu nhi gặp tiêu giật phong mà nàng lại vẫn bị vây ở trong thức hải. Hồ Uyển Thanh cười một cái tự dẻo, nàng lại có cái gì tư cách đồng tình Hồ Tiên Nhi đâu. Dù sao tình huống của nàng cũng không thể so với Hồ Tiên Nhi tốt hơn chỗ nào, thậm chí càng hỏng bét. Hồ Tiên Nhi chăm chú nhìn xem Hồ Uyển Thanh, đưa tay đập vào trên người nàng, một đạo thần niệm truyền đến trên người nàng là thời điểm làm ra lựa chọn. Hồ Uyển Thanh trong lòng giật mình, sau đó trịnh trọng trả lời, tốt, ta vẫn là muốn liều mạng. Nếu là thất bại, ta liền nhận mệnh. Từ yêu tộc về tinh thần thánh điện trên đường, Tiêu Dật Phong không có tiếp tục trương dương sử dụng ngôi sao nhỏ núi, mà là điệu thấp khống chế phi chu trở về. Tiêu Dật Phong lúc đầu muốn đi qua tìm Bạch Hổ một chuyến, thuận tiện đi xem một chút tiểu băng thế nào. Từ khi năm đó ở yêu tộc đem nó phó thác cho Bạch Hổ, đã nhiều năm không có đi gặp nó. Nhưng bởi vì thực sự không tiện đường, tăng thêm trong lòng lo lắng, chạy về đi tinh thần thánh điện, còn chưa tính. Ba người lượt thi tiểu kế thông qua được cung điện khổng lồ quan, về tới tinh thần thánh điện phạm vi bên trong. Chương 1330, thất sát bất quá là chỉ chó nhà có tan thôi. Tiêu giật phong lòng giả biết rõ, tinh thần trong thánh điện khẳng định có rất nhiều người không hy vọng nhìn thấy hắn bình yên vô sự trở về tinh thần thánh điện. Cùng bí mật tìm hành về tinh thần thánh điện, không bằng cao điệu làm việc, để những người kia không dám trắng trợn ra tay với mình, đắc tội thánh hậu. Chờ đợi trong lúc đó, ba người đi vào gần nhất thành trì, dự định nghỉ chân một chút, thuận tiện nghe một chút gần nhất mới nhất nghe đồn. Mặc dù tại tinh võng bên trên cái gì ngôn luận đều có, nhưng nhiều khi tinh võng cũng là có chuyên môn giữ gìn nhân viên, người có khả năng nhìn thấy chỉ là thánh hậu để cho ngươi nhìn thấy. Trong thành phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, các loại người cái gì cần có đều có, rộn rộn ràng ràng. Tinh thần lĩnh vực chính là không bao giờ thiếu môn hình muôn vẻ người, đặc biệt là tại cái này tới gần yêu tộc chi địa, ngay cả yêu tộc cùng bán yêu đều khắp nơi có thể thấy được. Đây là bởi vì bây giờ tinh thần thánh điện cùng yêu tộc đang đứng ở hữu hảo thời kỳ, hai tộc ở giữa mậu dịch phồn vinh hưng thịnh, cho nên mới sẽ xuất hiện nhân tộc cùng yêu tộc hỗn hợp cục diện. Tiêu Dật Phong mang theo Lâm Thanh Nghiên hòa nhan thiên cầm hai cái nữ tử tuyệt sắc ở trong thành đi dạo, tự nhiên dẫn tới không ít người ghé mắt. Mỹ nữ vô luận là ở đâu đều sẽ làm người khác chú ý, nhất là tại quy củ này chẳng phải xâm nghiêm tinh thần lĩnh vực. Đông đảo thèm nhỏ nước giải con mắt chăm chú chăm chú vào hai vị trên người nữ tử, phản phất hận không thể đưa các nàng lập tức cướp đi, tại chỗ lột bình thường. Nhưng khi Tiêu Dật Phong tản mắt ra hợp thể cảnh hậu kỳ khí tức cường đại sau, rất nhiều người đều thu liễm ánh mắt, không còn tùy ý tùy tiện nhưng vẫn có một ít tự cao thực lực cường đại ma tu ánh mắt vẫn như cũ tùy ý làm càng, trong miệng ô ngôn quế ngữ không ngừng, để cho người ta nghe thẳng nhíu mày. Đối diện với mấy cái này người, tiêu giật phong không khách khí chút nào lấy cường đại thần hồn chấn nhiếp, cho bọn hắn giáo huấn. Những người này ăn đau khổ sau nhau nhau thu liễm rất nhiều, bực mình chẳng dám nói ra. Ở chỗ này, thực lực không đủ lúc điệu thấp là đệ nhất yếu tố, như cảm thấy mình thực lực đủ mạnh, liền có thể tùy ý làm bậy, chỉ cần không làm tức giận người mạnh hơn liền có thể đây chính là tinh thần lĩnh vực vô thượng quy tắc, cường giả vi tôn. Tiêu Dật Phong mang theo hai vị mỹ nữ tuyệt sắc đi tại đầu đường, nếu không có đủ thực lực cùng bối cảnh, chỉ sợ ngay cả da mịn thịt mềm hắn đều sẽ bị người cướp đi. Tiêu Dật Phong ba người đi vào một gian náo nhiệt tử lâu, cứ việc Lâm Thanh Nghiên hòa nhan thiên cầm điệu thấp mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn không cách nào che giấu các nàng tuyệt đại phong hoa. Khi ba người tiến vào tử lâu lúc, trong tử lâu bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng, rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn hắn, phần lớn tập trung ở hai nữ trên thân những người này ánh mắt mang theo xem kỹ, ý đồ phán đoán ba người lai lịch, như là nhìn xem từng cái dê đợi làm thịt bình thường. Trong tửu lâu, một tên hoạt bát thị nữ lập tức nhiệt tình tiến lên đón, ân cần dẫn dắt ba người đến một chỗ vị trí trống ngồi xuống. Tiêu Dật Phong ba người lựa chọn một cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh ngồi xuống, điểm mấy đạo đặc sắc thức nhắm cùng hương thuần linh tử. Vì ngăn cách những cái kia hiếu kỳ cùng thèm nhỏ giải ánh mắt, hắn còn đặc biệt mời người bố trí một đạo lụa mỏng chế thành bình phong, che khuất những người này để cho người ta khó chịu ánh mắt mặc dù bình phong đem chúng mỹ nhân thân ảnh mơ hồ che khuất nhưng biết có mỹ nhân người ở chỗ này vẫn là không nhịn được cao đàm khoát luận phát ngôn bừa bãi đàm luận thậm chí có ít người bắt đầu khoe khoang kiến thức của mình cùng tài hoa ý đồ hấp dẫn mỹ nhân chú ý tiêu giật phong trong lòng cười thầm nhưng hắn y nguyên lắng nghe những người này nói chuyện hy vọng có thể từ đó đạt được một chút tin tức hữu dụng gần đây nóng nhất nghị chủ đề không ai qua được thất sát ma quân đoạt xá chính đạo thiên chi kiêu tử nghe đồn trong tử lâu đại đa số người cũng đang thảo luận cái đề tài này cách đó không xa, có một bàn ba người, hai nam một nữ, hoặc nhìn như là một vị sư môn trưởng bối mang theo hai tên đệ tử ra ngoài du lịch, lấy một cái trung niên gầy yếu văn sĩ cầm đầu. Một cái cẩm bào nam tử tuổi trẻ tò mò hỏi, sư thúc, ngài cảm thấy thất sát ma quân khả năng bình yên vô sự từ nhân tộc trở về. Vị văn sĩ trung niên kia lắc đầu, nghiêm túc nói, nói cẩn thận, hiện tại là thời kỳ đặc thù, chuyện này hay là thiếu đàm luận thì tốt hơn. Cẩm bào nam tử trẻ tuổi địa vị hiển nhiên không tầm thường, hắn tại sư muội và mỹ nhân trước mặt khoe khoang chính mình, cười nói sư thúc làm gì khẩn trương như vậy bây giờ toàn bộ tinh thần lĩnh vực đều đang đàm luận chuyện này lại có cái gì đáng đến lo lắng ngồi cùng bàn vị nữ tử trẻ tuổi kia tự hồ đối với nam tử cẩm bào rất có hảo cảm phụ họa nói triệu sư huynh nói đúng sư thúc ngài không khỏi quá mức thận trọng văn sĩ trung niên thở dài trầm giọng nói ra các ngươi còn trẻ không hiểu trong này nước sâu bao nhiêu hay là thiếu đàm luận thì tốt hơn đúng lúc này cách đó không xa một tên tráng háng cười ha ha khinh thường nói, vị bằng hữu này không khỏi cũng quá mức nhát gan sợ phiền phức. Thất sát lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng bất quá là một cái chó nhà có tan thôi, còn gì phải sợ. Tráng hán kia lưng hùng vai gấu, cả người trên mặt hiện đầy lít nha lít nhít ma văn, nhìn qua dữ tận khủng bố. Hắn tu vi không tầm thường, chính là hợp thể hậu kỳ, tự cao tự đại, mới vừa tiến vào tử lâu về sau, chính là hắn nhìn chầm chầm vào lâm thanh niên hai người. Họ triệu kia người trẻ tuổi nghe vậy nhíu mày, Lạnh giọng nói ra, Thất Sát Ma quân là tinh thần thánh điện chinh chiến tứ phương, lao khổ công cao, tiền bối nói như thế, sợ là có mất công bằng đi. Tráng Hán kia cười lạnh một tiếng nói ra, hắn tính là gì lao khổ công cao? Yêu tộc đại quân trong tay hắn cơ hồ toàn quân bị diệt. Nếu không phải hắn, ta tinh thần thánh điện há lại sẽ cùng nhân tộc ký hiệp nghị đình chiến. Nhân tộc sợ là sớm đã rơi vào ta tinh thần thánh điện chi thủ. Sư muội kia nghe vậy giận, cắn răng nói, lời này của ngươi thật là không có đạo lý. Nhật Phi Ma quân dẫn binh tiến công Bắc vực sợ là sớm tại trước đó liền đã đại bại, há lại sẽ có hậu mặt sự tình. Tráng hán cười ha ha một tiếng nói, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này biết cái gì? Không có hắn, cũng có những người khác đi mở ra yêu tộc chiến tuyến, hắn không có trong tưởng tượng của ngươi mãnh liệt như vậy dùng. Triệu họ thiếu niên dựa vào lý lẽ biện luận nói, tiền bối lời này không khỏi quá mức sau đó chưa cắt lượng. Ma quân chỉ là thua trận chiến cuối cùng, liền bị đính tại sĩ nhục trên trụ sao. Tráng hán cười lạnh một tiếng, nói ra, đây là tự nhiên, từ xưa đến nay, thành bại luận anh hùng. Dù là trước mặt hắn thắng được lại nhiều, cuối cùng một thanh còn không phải đầy bàn đều thua. Mấy tên tiểu bối các ngươi lại biết cái gì sự tình. Thanh niên kia thiếu nữ bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, còn muốn cùng hắn tranh luận, trung niên văn sĩ kia lại đưa tay ngăn cản bọn hắn, mặt trầm như nước nói, vô vị tốn nhiều môi lưỡi. Tráng hắn cười đắc ý, sắc mị mị mà nhìn chầm chầm vào sư muội kia cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không phục, không ngại buổi tối tới tìm ta, ta cùng ngươi cực kỳ nói một chút. Hắn nói xong, có ý riêng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy không có hảo ý. Thiếu nữ kia bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, đang định nói cái gì, lại bị văn sĩ bộ dáng sư thúc ngăn lại, mặt trầm như nước thấp giọng trách cứ im miệng. Sư thúc, thanh niên bất mãn nói. Văn sĩ lắc đầu, ánh mắt mang theo cảnh cáo, tự hồ truyền ngôn đối bọn hắn nói cái gì, hai người cũng không có nhiều lời. Lâm thanh niên nghe đến đó, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi thôi, nếu là ở thất sát trước mặt, ta sợ ngươi cục đuôi trốn cũng không kịp,